Xin chào tất cả các em. Chào mừng các bạn đến với buổi học thử số 2 của team học văn chị Hiên. Chủ đề ngày hôm nay của chúng mình sẽ là về nghị luận xã hội. Tuy nhiên là hiện tại chị đang thấy có những bạn nhỏ vẫn chưa tham gia và chưa ổn định được để bắt đầu buổi học ngày hôm nay. Vậy nên là chúng mình sẽ đợi thêm khoảng độ 2 đến 3 phút nữa nhé. Những bạn nào đã vào học rồi thì các em có thể là nhắn ở trong hộp chat để điểm danh giúp chị nha. Một lần nữa gửi lời chào tới tất cả các em. Các bạn ơi, hiện tại thì chị đã thấy có rất là nhiều bạn tham gia vào buổi học ngày hôm nay rồi. Thế thì chúng mình sẽ cùng với nhau gửi lời chào để làm quen cũng như là chuẩn bị tâm thế tốt nhất để bước vào buổi học này nhé. Chào mừng các bạn đến với buổi học chủ đề về nghị luận xã hội. Đây là một buổi học thử, vì vậy các bạn sẽ có cơ hội để được trải nghiệm, tham gia, tìm hiểu những kiến thức giống như là những bạn nhỏ ở trong các khóa học của Văn Chị Hiên. Và nếu như buổi học hôm trước chúng mình học về nghị luận văn học, thì hôm nay chúng mình sẽ đến với chủ đề về nghị luận xã hội nhé. Hiện tại là chị đã thấy bạn Hoàng Ngọc vào tham gia này. Xin chào Mỹ Duyên, xin chào Phương Thanh. Xin chào Tú Uyên và bạn Hà My nhá. À, ở đây chị thấy bạn Vân nữa này. Rồi, à bạn Vân Nhi đúng không? Xin chào Kim Cúc nữa. Ok, chị đã bật cam lên rồi đây Vân Anh. Những bạn nào mà chúng mình thoải mái trong việc chia sẻ thì các em cũng có thể là bật camera này, bật mic lên để chúng mình có thể chia sẻ và trao đổi cùng với nhau thuận lợi hơn nhá. Xin chào Mỹ Hoa. Rồi, chị đã thấy bạn Vân Anh vào học này. Ok, xin chào Phương Thảo, xin chào bạn Thùy Trâm. Đó, xin chào bạn Mỹ Trinh này, chị đã thấy bạn Hương vào học. Rồi, xin chào tất cả các em nhé. Hiện tại là có khoảng 65 bạn đã tham gia vào buổi học ngày hôm nay. Đã có bạn giơ tay phát biểu rồi này. Bạn Hiền Thu có ý kiến gì đúng không? Muốn chia sẻ và muốn gửi lời chào đến các bạn đúng không? Đâu rồi nhở?
Rồi, các bạn ơi, ở trên màn hình của chúng mình bây giờ đang là tiêu đề của buổi học thử ngày hôm nay. Và bây giờ thì chị sẽ nhờ chị My ở trong team học văn chị Hiên sẽ tạm thời dừng lại phần chiếu, trình chiếu đó để chị sẽ trình chiếu cái phần nội dung ngày hôm nay nhá. Đồng ý không nào? Các bạn ơi, chúng mình đã sẵn sàng để bước vào buổi học ngày hôm nay chưa? Đặc biệt là buổi hôm nay thì hiện tại vẫn còn suất để tham gia. Thế nên là nếu như các em có bạn bè của mình, các bạn cũng có thể gửi link của buổi tham gia ngày hôm nay, gửi link của buổi học ngày hôm nay để bạn bè của mình cùng tham gia nhé. Buổi hôm nay thì có video để ghi lại màn hình. Thế nên rằng là chị rất mong các bạn nhỏ chúng mình đã tham gia vào buổi học này rồi thì các em có thể là theo dõi xuyên suốt buổi học. Bởi vì như chị đã thông báo ngày hôm qua đấy, hôm nay sẽ tiếp tục là những trò chơi để các bạn có thể vừa ôn tập kiến thức, vừa có thêm kiến thức và vừa có những phần quà. Mà bây giờ sẽ là những cái phần quà được gửi tới tận tay các em nữa. Đồng ý không? Nhá. Rồi, bây giờ thì chị sẽ trình chiếu cái phần ghi chép ngày hôm nay. Và các bạn cũng có thể là chúng ta chuẩn bị này, bút này, vở ghi này, và bất cứ những cái thắc mắc hay là bất cứ những cái băn khoăn nào liên quan đến việc viết nghị luận xã hội của mình nhá. Và chị có một lưu ý này, đó là trong lúc mà chị chia sẻ thì các bạn có thể là chúng mình tắt mic của chúng ta đi để chị chia sẻ có thể được thuận lợi hơn, đồng ý không? Khi nào mà chị mời các bạn phát biểu thì các em có thể bật mic lên và thoải mái chia sẻ cùng với mọi người nhá. Ok không nào? Rồi, bây giờ thì chị sẽ chiếu cái phần màn hình của chị nha. Trong lúc mà chị đang bắt đầu như thế này thì vẫn có những bạn tiếp tục đang gửi lời mời tham gia. Thế nên là chị sẽ nhờ chị My ở trong team học văn chị Hiên chủ động phê duyệt giúp chị nhá. Đồng ý không nào? Rồi, ok. Các bạn đã nhìn thấy màn hình của chị chưa? Chị sẽ cho to hơn một chút để các bạn nhìn rõ nhá. Rồi, hôm nay thì chúng mình sẽ cùng đi bàn luận và nắm những cái thông tin, những phương pháp liên quan đến nghị luận xã hội. Không biết là về vấn đề nghị luận xã hội thì các em có gặp nhiều những cái khó khăn không? Không biết là ở đây có bạn nào mà phần nghị luận xã hội là một thế mạnh của mình không nhỉ? Rồi, với những cái chia sẻ của các em sau buổi học hôm trước thì buổi hôm trước đang hơi thiên về những cái kiến thức liên quan đến các bạn nhỏ học sinh giỏi và tập trung ôn thi chuyên văn đúng không? Thì buổi hôm nay những kiến thức về nghị luận xã hội sẽ là dành cho tất cả chúng ta luôn, kể cả những bạn mà chúng mình đang ôn thi giữa kỳ, những bạn mà chúng mình đặt những cái mục tiêu điểm số nhất định trong các kỳ thi, đồng ý không? Đó, đây là các em nhớ theo dõi nhá, nhớ theo dõi. Ở đây chị còn chuẩn bị những cái trò chơi này và các bạn cũng hãy gọi là test lại cái phần mic của mình này và test lại cái đường mạng của mình nữa, đồng ý không? Để làm đây là mic này này, để cái này nhá. Đồng ý không nào? Rồi, ok, liên tục những bạn nhỏ đang tham gia. Không biết là chúng mình đã ổn định được chưa? Các bạn đã ổn định được chưa này? Em thấy nó đỡ khó hơn nghị luận văn học. Có nhá các em ơi, như chị đã thông báo từ đầu buổi đấy, đó là hôm nay thì có video ghi lại màn hình, có video ghi lại cái buổi học này, đồng ý không nhá? Rồi, ok. Đồng ý. Thế thì bây giờ chúng mình sẽ cùng bắt đầu nội dung của buổi học ngày hôm nay nhá. Chào mừng các bạn đến với một buổi học mà chúng mình sẽ chỉ tập trung trong việc chia sẻ với nhau thôi. Sẽ không quá nặng nề về mặt phương pháp hay kiến thức đâu. Mà chị nghĩ rằng là với cái sự gần gũi của nghị luận xã hội thì tốt nhất chúng ta hãy mở lòng chia sẻ cùng với nhau, trò chuyện cùng với nhau. Và chị tin rằng là chúng mình sẽ có được những cái kiến thức mới mẻ sau buổi học ngày hôm nay đấy. Đồng ý không? Và hôm nay thì chúng mình sẽ có những nội dung gì? Đây các bạn ơi, tổng quan một chút về buổi học ngày hôm nay nhé. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nắm bắt những nội dung như sau. Thứ nhất là các bạn sẽ cùng với chị, chúng ta có cái nhìn tổng quan và cùng với đó là phương pháp viết nghị luận xã hội. Ok chưa? Tổng quan và phương pháp viết nghị luận xã hội. Nghị luận xã hội chị viết tắt nhá.
Và nội dung thứ hai đó là chị sẽ đi sâu vào một cái cách viết sẽ giúp cho các bạn thoát khỏi tất cả các cái tình trạng gắn với chữ bí. Bí ý tưởng này, bí cách diễn đạt này thì đều có thể sử dụng cái bí kíp này để chúng mình có thể thoát khỏi cái tình trạng đó nha. Chị sẽ gọi đó là cái phương pháp, cái mẹo sử dụng hình ảnh khi viết nghị luận xã hội. Đồng ý chưa nào? Ok chưa? Với hai nội dung đó thì các bạn cần phải chuẩn bị gì? Thứ nhất là các em có thể chủ động ghi chép lại những nội dung này nhá. Đồng ý không? Bởi vì là chị đã chuẩn bị tài liệu tặng cho các bạn sau buổi học ngày hôm nay rồi, nhưng sẽ không phải là phần ghi chép lại buổi học ngày hôm nay đâu, mà sẽ là một cái phần tài liệu tổng hợp để giúp các em có phần tham khảo các cái vấn đề nghị luận xã hội phổ biến phục vụ cho những kỳ thi. Thế nên rằng là những cái thông tin, những kiến thức hôm nay chúng mình ghi lại thì các em chủ động nhá. Ok chưa? Các bạn chủ động nhá. Rồi, bây giờ mình sẽ bước vào từng phần một. Trước tiên, một lớn là phần tổng quan và phương pháp viết nghị luận xã hội. Đồng ý không? Thế thì ở đây không biết là có bạn nào chúng mình vẫn đang tập trung để ôn dạng đề viết bài văn không? Hay là các bạn đã tập trung sang cái dạng viết đoạn văn rồi nhỉ? Nào các bạn ơi, ở đây thì các em đang muốn chị hướng dẫn nhiều hơn về dạng đề viết bài văn nghị luận xã hội hay là đoạn văn nghị luận xã hội. Các em có thể là nhắn ở trong nhóm chat nhá. À, sao nhở? Em ôn học sinh giỏi, thế nên là về bài văn à? Ok, về đoạn văn. Có bạn thì muốn ôn bài, có bạn thì muốn ôn đoạn. Ồ, rất nhiều đoạn văn này. Rồi, đồng ý, đồng ý. Ồ, cứ một bạn bài văn thì lại một bạn đoạn văn. Ok. Rồi, cũng khá nhiều bài văn đấy đúng không? Cả hai thì có lẽ là khuôn khổ của một buổi chúng mình sẽ không thể đi kỹ. Chị cũng có thể nói được cả hai. Thế nhưng mà như thế thì chúng mình sẽ chỉ là lướt qua thôi, đúng không? Ok. Rồi, đồng ý. Thế thì trước tiên nhá, thông qua cái ý kiến của các bạn như vậy thì có thể thấy là đối với dạng đề nghị luận xã hội chúng mình có hai cái dạng chính, đó là dạng bài văn, đúng không? Đúng không nào? Bài văn, và thứ hai là dạng đoạn văn. Bài văn thì là dành cho rất là nhiều những cái đề thi, những cái kỳ thi khác nhau, và đặc biệt là thiên nhiều hơn về đề thi học sinh giỏi và thi chuyên. Nghĩa là các bạn trong các đề thi học sinh giỏi hay là thi chuyên ý, thì gần như chúng mình sẽ không viết đoạn văn, mà chúng mình viết những bài văn nghị luận xã hội ngắn, khoảng độ từ 1.5 đến 2 trang, từ 400 đến 600 từ, đúng không? Đó, còn dạng đoạn văn này thì phổ biến nhiều hơn đối với những đề thi cơ bản như là đề thi cuối học kỳ này, đề thi vào 10 này, đúng chưa? Rồi, thế thì bây giờ nhá, thế thì bây giờ này, thật ra ấy, thông qua cái phương pháp viết của một trong hai dạng này thì các bạn vẫn có thể suy ra và áp dụng được cho dạng còn lại đấy. Đồng ý không? Nó vẫn có những cái điểm tương đồng. Rồi, thế thì bây giờ hôm nay chị sẽ tập trung nhiều hơn ở dạng đề viết đoạn văn. Tuy nhiên sẽ có những cái mấu chốt, sẽ có những cái điểm nhấn mà các bạn cần ôn về dạng bài văn chúng mình phải chú ý để còn áp dụng được nha. Đồng ý không? Để còn áp dụng được nhá. Ví dụ như là cái ý tưởng để viết đoạn mở đoạn, các bạn có thể triển khai để áp dụng cho mở bài này. Ý tưởng viết kết đoạn, các bạn cũng có thể triển khai để viết cho kết bài này. Và đặc biệt, hệ thống luận điểm ở trong phần thân đoạn ý, thì khi mà chị chỉ ra cái sự khác biệt, các bạn sẽ có thể nâng lên để rút kinh nghiệm cho dạng bài văn. Nhớ chưa? Đồng ý không nào? Ok không? Rồi nhá. Thế nhưng mà bây giờ này, thật lòng mà nói nhá, thì các em thích viết bài văn hơn hay là đoạn văn hơn? Nếu như bài văn chị gọi là số 1, đoạn văn chị gọi là số 2, thì thật lòng nhá, thật lòng mà nói, thì các em thích viết bài văn hơn hay là đoạn văn hơn? Ồ, chị thấy rất nhiều số 1 nêu ra ở đây này. Ồ, hơi lạ lùng đó nha, hơi lạ lùng đó nha. Ôi, nhảy liên tục, đúng là bình luận bằng một con số có khác, dễ quá trời luôn đúng không? Các bạn chỉ cần bình luận. Rồi,
Kể mà kem thì kem vào trong hộp chat của lớp mình mà xem. Các bạn vào trong hộp chat của nhóm mình hôm nay mà xem. Liên tục, ôi tin nhắn nhảy liên hồi. Có bạn thì 1111111, có bạn thì 2222. Ok. Rồi. Như thế là chị cũng đã nắm được rồi. Như thế là chị cũng đã nắm được là các em thích viết hơn ở dạng nào rồi. Nói chung là không thể phân định được rồi. Lúc đầu thì chị cứ đoán là chắc là các bạn sẽ thích viết đoạn văn hơn, bởi vì nó ngắn, nó ít thời gian hơn. Thế nhưng mà hỏi thật ra thì mới biết là các bạn cũng rất thích viết bài văn, đúng không? Bây giờ là ngang tài ngang sức rồi, 50-50 rồi. Đây các em cứ nhìn mà xem, không thể phân định được nổi luôn. Nếu như mà tính toán chính xác ra thì chị nghĩ là cũng kẻ tám lạng người nửa cân rồi, đúng không? Nha, ok. Thế thì cho chị đoán một chút xíu, cho chị đoán một chút xíu nha. Các bạn thích viết bài văn là bởi vì nó không bị giới hạn bởi dung lượng, không bị gò bó như viết đoạn văn, đúng không? Và cái thứ hai nữa là cảm giác khi chúng mình viết bài văn ấy, chúng mình có thể bàn luận về cái vấn đề đó một cách thấu đáo hơn, đúng chưa nhá? Còn khi viết đoạn văn ấy, cái lý do khiến cho chúng mình không thích viết đoạn văn có lẽ là bởi vì đoạn văn bị giới hạn bởi dung lượng, nó kéo theo những cái sự giới hạn về ý tưởng, về cách diễn đạt, nó kéo theo những cái giới hạn về luận điểm, đúng không? Thế nên là chúng mình cảm thấy viết đoạn văn nó lại không thể toàn diện được, nó không thể thấu đáo được về vấn đề. Viết xong mà cảm giác như là chắc cái vấn đề này, chắc là cái quan điểm mình đưa ra thì người ta có thể lật đổ được bất cứ lúc nào, bởi vì mình không biết được nhiều, đúng chưa? Chưa kịp bàn luận gì đã hết sử 200 chữ rồi. Đó, đấy có thể là cái lý do khiến cho những bạn mà lựa chọn số 1 là các bạn đang dựa vào đó để chúng mình thích viết bài văn hơn, đúng không? Nhưng mà các bạn mà thích viết đoạn văn thì chị cũng đoán là viết đoạn văn thì nó cũng có cái hay của nó. Thứ nhất là giúp cho chúng ta tập trung vào một khía cạnh thôi, đúng chưa? Viết nhanh, gọn, xong. Đó, đúng chưa nào? Không mất quá nhiều thời gian. Và cái thứ hai là chỉ bằng từng đó chữ, từng đó thời gian thôi, chúng mình hoàn toàn có thể thể hiện được cái tôi cá nhân của mình, thể hiện được cái quan điểm cá nhân của mình, đúng chưa? Rồi, thế thì thật ra việc mà chúng mình học về phương pháp là việc mà chúng mình có thể hạn chế được những cái nhược điểm của dạng đề và có thể phát huy được dựa vào những cái điểm mạnh, những cái cơ hội của dạng đề đó để ta có thể gặt hái được điểm cao. Các bạn có nhận ra không? Nhá, đấy, không phải ngẫu nhiên mà đề thi bây giờ lại rất thiên về cái dạng đoạn văn này để áp dụng cho phổ cập cho tất cả các bạn học sinh, đúng không? Có lẽ là bởi vì thứ nhất là nó cân đối với cả cái thời gian đi thi của chúng mình, có 120 phút thôi mà phải viết cả nghị luận văn học, cả nghị luận xã hội, thì với phần nghị luận văn học là trọng tâm thì nghị luận xã hội cũng cần phải có cái sự giảm tải xuống về mặt dung lượng, đúng không? Cái thứ hai là tại sao gần đây mới có xuất hiện cái dạng đoạn văn này? Có lẽ là bởi vì rất nhiều năm vừa qua, rất nhiều những năm trước ấy, các bạn viết nghị luận xã hội, chúng mình bị dàn trải quá. Đồng ý không? Chúng mình bị dàn trải quá. Thế nên là khiến cho cái bài văn hoặc là khiến cho cái phần nghị luận xã hội của chúng mình ấy viết mãi không xong. Đúng không? Viết mãi không xong và đôi khi là viết hư, viết vượn, viết rất là nhiều những thứ bay bổng. Cái quan trọng vấn đề cần rút ra thì lại không rút ra được. Thế nên là bây giờ thay vì việc bắt các bạn phải viết ngắn lại hay là phải viết tập trung vào vấn đề thì đề thi yêu cầu luôn. Đồng ý chưa? Đề thi yêu cầu luôn. Thế là buộc các bạn phải viết rồi. Ok chưa? Đấy, thế thì bây giờ nhá, để mà như chị nói vừa rồi là làm sao chúng mình phát huy được những cái thế mạnh của dạng đề viết, của dạng đề viết đoạn văn và có thể hạn chế được những cái gọi là điểm yếu, những cái mà không thuận lợi của dạng đề này. Thì đây, các bạn nhìn vào đây nhá, chúng mình có một cái nhìn tổng quan về một đoạn văn nghị luận xã hội. Ok chưa? Cái tổng quan đầu tiên của đoạn văn nhá, của đoạn văn này, thứ nhất là, đây, thứ nhất, đoạn văn ấy thì nó có dung lượng như thế nào? Đúng không? Nó sẽ chỉ là một đoạn văn và dung lượng sẽ dao động khoảng 200 chữ. Đúng không? Đó. Và 200 chữ này thì chúng mình tính ra sẽ không thể nào đếm từng câu từng chữ được, đúng không? Nhá. Đó, mà chúng mình sẽ cần là
À, chúng mình sẽ cần ước lượng về số trang đi. Ước lượng về số trang thì sẽ dễ hơn. Bây giờ 200 chữ ấy, thì các em cứ tính là mỗi dòng, bạn nào chữ to thì viết khoảng 10 chữ một dòng. Nhớ là tính theo giấy thi nhá, tính theo khổ giấy thi A4 ấy. Đấy, còn bạn nào mà chữ nhỏ hơn thì khoảng độ 12, 13 chữ một dòng. Vậy thì 200 chữ thì tối đa sẽ dao động vào khoảng 20 đến 23 dòng, đúng không? Thì tầm đó thì nó rơi vào 2 phần 3 trang giấy thi. Nhớ chưa nào? Nghĩa là chưa đầy một trang đâu. Nghĩa là chưa đầy một trang giấy thi đâu. Thế thì khi mà chúng mình đi thi nhá, dựa vào đó ấy, các em có thể là trước khi chúng mình bắt tay vào viết, các bạn ước lượng đánh một cái dấu chấm nhỏ vào cái dòng mà đến đó là khoảng 2 phần 3 trang giấy rồi. Chúng mình đánh dấu vào đấy để làm gì? Nhớ là một chấm nhỏ bằng bút mực màu đen thôi nhá, hoặc là cái bút mực mà các em dùng để thi ấy. Đấy, đánh dấu vào đấy là để chúng mình viết đến đó, gần đến đó rồi chúng mình biết là à, sắp hết dung lượng rồi đấy. Liệu liệu nhanh mà xong đi, không là nếu như mà chúng mình vẫn đang viết dở mà kiểu như là cứ viết cứ cuốn theo cái ý tưởng ấy, dẫn đến là lố luôn về mặt dung lượng, bị trừ điểm đấy. Ok chưa? Đó, rồi, đấy là về mặt dung lượng nhá. Về mặt hình thức thì chúng mình sẽ chỉ viết một đoạn văn, đúng không? Cái này nhắc đi nhắc lại làm gì? Cái này nhắc đi nhắc lại là để các em nhá lưu ý, đó là một đoạn văn ý thì được tính từ chỗ là chúng mình lùi đầu dòng viết hoa cho đến chỗ chấm xuống dòng. Ok chưa? Nhá, chúng mình lùi đầu dòng viết hoa cho đến chỗ chấm xuống dòng. Thế nên là các bạn xuống dòng khi mà viết đoạn văn là chúng mình bị trừ điểm hình thức luôn. Đồng ý chưa? Chúng mình bị trừ điểm luôn đấy. Nên là nhớ nhá. Và chúng mình cũng lùi đầu dòng nó rõ ràng ra một chút. Đừng viết quá sát với lề. Viết quá sát với lề người ta không nhận biết được đâu. Và cũng không đẹp nữa. Đúng không? Rồi, đấy là về hình thức này. Đó, thế thì về thời gian thì sao? Thời gian để mà chúng mình viết một cái đoạn văn khoảng 200 chữ mà khi đi thi nhá, không tính thời gian dông dài lúc chúng mình làm bài tập về nhà có nhiều thời gian mấy ngày liền. Bây giờ tính khi đi thi đi. Khi đi thi với khuôn khổ một bài thi khoảng 120 phút nha, thì thời gian để chúng mình viết một đoạn văn 200 chữ nghị luận xã hội thì sẽ rơi vào, sẽ dao động là từ 25 đến 30 phút là lý tưởng các bạn nhé, là lý tưởng. Ok chưa? Ít hơn từng này thời gian mà có thể viết được đầy đủ thì tốt. Thì chúng mình sẽ có thêm thời gian để viết những phần khác. Còn nếu như mà bị nhiều hơn từng này thời gian ý, thì chúng mình cần phải rèn luyện nhiều hơn để có thể rút ngắn nó lại nha. Ok chưa? Không là nếu nhiều hơn thời gian này thì dẫn đến phần đọc hiểu này, dẫn đến phần nghị luận văn học của chúng ta sẽ bị rút ngắn thời gian đi. Nhớ chưa? Nhá, mà cái khoảng 200 chữ của một đoạn văn này thì sẽ được 2 điểm là tối đa. Mà chị nghĩ là các em nên đặt mục tiêu là từ 1 điểm rưỡi đến 2 điểm đi. Cố gắng biết làm sao một đoạn văn 200 chữ của chúng mình có thể được từ 1 điểm rưỡi đến 2 điểm các bạn nhá. 2 điểm là tuyệt đối thì mình cố gắng lên. Và cố gắng bằng cách nào? Có cái lưu ý để các bạn có cái phương hướng để mình cố gắng đây. Về mặt nội dung ạ. Đồng ý chưa? Về mặt nội dung nhá, thì bài văn khác với đoạn văn ở điểm nào? Nó khác nhiều nhất ở hình thức và ở cái nội dung này này. Nhớ chưa? Nó khác nhiều nhất ở hình thức và nội dung này. Thì nội dung trong khuôn khổ một đoạn văn, ở đây chị đoán là cũng có nhiều bạn vẫn còn đang suy nghĩ là đoạn văn là một bài văn thu nhỏ. Nghĩa là tất cả những cái luận điểm ở trong bài văn bây giờ chúng mình viết ngắn nó lại, bình thường viết 3 câu trong một luận điểm bây giờ viết một câu thôi, bình thường viết 5 câu trong một luận điểm bây giờ cũng viết một câu thôi, để tất cả các luận điểm của bài văn chúng mình nhồi nhét làm sao cho nó thành một đoạn văn ngắn, đúng không? Có bạn nào vẫn đang áp dụng cái cách đó không? Có bạn nào vẫn đang thấy là đoạn văn với bài văn nó chẳng khác nhau gì về nội dung cả, nó chỉ khác về hình thức thôi. Thay vì việc em chấm xuống dòng và em viết nhiều câu trong một luận điểm thì bây giờ là mỗi luận điểm em viết một câu là em đủ một đoạn văn, đúng không? Đấy là cái lý do mà đoạn văn của chúng mình nó không có chiều sâu, nó không có điểm nhấn và không được thấu đáo đấy. Ok chưa? Đây nhá, cái lưu ý của chị ở đây đó là gì? Đoạn văn của chúng ta sẽ là bàn luận sâu về một khía cạnh của vấn đề thôi nhá, một khía cạnh của vấn đề.
lấy ví dụ này, ví dụ nhá. Chúng mình có đề bài đó là gì? Ví dụ như là nêu suy nghĩ của em về ý nghĩa của sự sẻ chia. Đồng ý không? Nhá. Đấy, thế thì nếu như là bài văn ý, đây là dạng đề viết đoạn văn này bằng một đoạn văn khoảng 200 chữ. Em hãy nêu suy nghĩ của mình về ý nghĩa của sự sẻ chia. Đây là đoạn văn nhá, dạng đề viết đoạn văn. Đây, ok chưa? Còn vẫn là về sự sẻ chia, nhưng dạng đề viết bài văn sẽ là gì? Nêu suy nghĩ của em về sự sẻ chia trong cuộc sống. Đồng ý không? Đấy, thì đây là cái đề viết bài văn này. Các bạn có nhận ra sự khác biệt ở đây là gì không? Các bạn nhận ra sự khác biệt ở đây là gì không? Đây, nếu như bài văn nhá, là chúng mình sẽ phải đi bàn luận tất cả các khía cạnh của sự sẻ chia. Đúng chưa? Còn đối với đoạn văn này thì chúng mình sẽ tập trung suy nghĩ về cái gì? Về ý nghĩa của sự sẻ chia thôi. Đúng chưa? Nhá. Đó, khi triển khai ra này thì ở bài văn chúng mình cần phải bàn luận về biểu hiện của sự sẻ chia, ý nghĩa của sự sẻ chia, làm thế nào để chúng ta có được sự sẻ chia trong cuộc sống, là như thế nào để ta sẻ chia với mọi người, đúng không? Nhưng với đoạn văn chúng mình chỉ cần tập trung bàn luận về ý nghĩa của sự sẻ chia thôi. Đó, nó phải khác nhau thế chứ. Chứ bây giờ mà nếu như chúng mình viết tất cả những cái ý của một bài văn mà nhét nó vào một đoạn văn thì các em thấy nó vô lý không? Rất vô lý, làm sao mà có thể viết hay được? Đúng chưa? Hiểu với chị không? Chị nói đến đây các bạn đã nắm được không? Các bạn đã thấy được sự khác biệt chưa? Nhá. Thế nên rằng là từ cái đặc điểm này, từ cái sự khác biệt này ý, thì những bạn nào mà thích viết bài văn thì các bạn hãy phát huy cái sở thích của mình ở dạng đề viết đoạn văn, bằng cách đào sâu những ý tưởng của mình về cái khía cạnh mà đề bài hỏi. Đồng ý chưa? Nhá, đào sâu cái ý tưởng của mình về khía cạnh của đề bài hỏi. Một bạn nhỏ chưa tắt mic có thể giúp chị tắt mic được không nào? Ok không? Các em kiểm tra lại mic của mình nhá. Bạn nào mà chúng mình chưa tắt mic thì các em có thể là tắt mic đi nhá, để chị có thể chia sẻ được rõ ràng hơn với các bạn nhá. Ok chưa? Đấy, thế thì chị đang nói ở đây đó là có rất nhiều các bạn bình luận số 1 ở đây, nghĩa là chúng mình thích viết bài văn. Thì với cái niềm yêu thích đó ấy, thì các em hãy làm gì ạ? Các bạn hãy phát huy cái sở trường của mình, phát huy cái niềm yêu thích của mình ở dạng đề viết đoạn văn. Bằng cách nào? Bằng cách là chúng mình hãy đào sâu vào cái khía cạnh mà đề bài hỏi nha. Ok chưa? Đào sâu vào cái khía cạnh mà đề bài hỏi ở dạng đề viết đoạn văn. Có phải là khi viết bài văn thì mỗi luận điểm các bạn viết rất là kỹ, đúng không? Các em có nhiều ý tưởng. Thì bây giờ hãy áp dụng cái sự phong phú, cái sự kỹ lưỡng trong từng luận điểm của bài văn đó vào việc viết đoạn văn. Nhớ chưa? Ok không? Nhá. Đấy, còn những bạn mà chúng mình thích viết đoạn văn thì đây sẽ là một cái rất là thuận lợi để các bạn chú ý vào đó để chúng mình viết tốt hơn nữa nhá. Đồng ý không nào? Nào các bạn ơi, chị chia sẻ như vậy các bạn đã hình dung ra chưa? Ok không nào? Bọn em cô bắt viết 10 đến 12 câu khó kinh khủng, ngắn thì sẽ khó để hàm xúc ý ạ. Hàm xúc sẽ giúp cho đoạn văn của chúng mình viết ngắn nhưng vẫn đủ và sâu. Đồng ý không? Nhá, hàm xúc nghĩa là sao? Nghĩa là viết ngắn thôi nhưng mà nó tinh gọn, ngắn thôi nhưng mà nó sâu sắc. Hàm xúc là hàm chứa ở trong cùng một câu hoặc cùng một từ, cùng một hình ảnh nhiều ý nghĩa khác nhau. Đấy, chúng mình vẫn dùng từ hàm xúc để nói về thơ của Chính Hữu mà, đúng không? Bởi vì thơ của Chính Hữu viết ngắn thôi, nhưng nó có sự ngân vang, cùng một câu thơ thôi, nhưng gọi ra nhiều hình ảnh. Thế nên rằng là chúng mình thay vì việc suy nghĩ rằng là ngắn thì sẽ khó để hàm xúc, thì hãy nghĩ rằng là hãy viết một cách hàm xúc để đoạn văn của mình ngắn nhưng vẫn hay và sâu nhá. Ok không? Rồi, ok chưa nào? Ngắn mới khó. Thật ra là mỗi cái nó có cái khó riêng của nó, đúng không? Ok. Rồi, đồng ý. Đối với những bạn mà chúng mình còn bị giới hạn cả về số câu ấy, thì nó lại còn phải có thêm một kỹ năng nữa. Ví dụ như những bạn ở Hà Nội mà viết đoạn văn nghị luận văn học nhá, thì chị vẫn hay hướng dẫn các bạn ấy là phải ước lượng luôn cái số câu
trước khi chúng mình viết, vạch ra được bao nhiêu ý, ước lượng luôn số câu tương ứng với từng đó. Nghĩa là bây giờ em có khoảng 5 ý đi, thì em có quỹ là 10 câu, em chia ra là mỗi ý mình sẽ viết khoảng 2 câu, thì nó sẽ tránh cho cái tình trạng là đến cuối rồi, hết số lượng câu rồi mà vẫn còn ý phải viết. Đó, nên là cái dạng đề nào ấy cũng sẽ có cái phương pháp làm riêng. Các bạn đã thấy được cái tầm quan trọng của việc nắm được phương pháp chưa? Nếu như không tập trung vào phương pháp mà các bạn cứ lao đầu vào viết một cách bất chấp, cứ viết theo bản năng ấy, thì chúng mình mặc dù bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức nhưng chúng mình vẫn không đạt được cái mong muốn của mình đâu. Đúng không? Nhá, đấy, phương pháp thì nó hơi khô khan một chút, nhưng nếu chúng mình cứ thường xuyên áp dụng song hành giữa phương pháp và thực hành thì các bạn sẽ nhận ra được sự khác biệt so với việc là chúng mình chỉ lao đầu vào luyện tập không. Nhớ chưa? Nào, thì bây giờ nhá, cụ thể hơn này, về mặt nội dung ạ. Về mặt nội dung, bây giờ biết được rằng là đoạn văn thì tập trung vào một khía cạnh rồi, nhưng quả thực cái này chị chia sẻ nhỏ với chúng mình nhá, chị chia sẻ nhỏ với các em, đó là ở đây vẫn sẽ có xuất hiện những cái đề thi của một số tỉnh thành này, hoặc là một số thầy cô đưa ra cho chúng mình. Mặc dù là viết đoạn văn đấy, nhưng mà yêu cầu chúng ta bàn luận về cả một vấn đề lớn. Thế thì làm như thế nào? Đúng không? Sẽ vẫn sẽ có những xuất hiện những cái đề bài mà nó chưa được chuẩn chỉnh cho lắm, ví dụ như là bằng một đoạn văn khoảng 200 chữ nhưng hãy bàn luận về sự sẻ chia. Đúng không? Nghĩa là trong đoạn văn ấy chúng ta vẫn phải viết rất nhiều những nội dung liên quan đến sự sẻ chia mà không chỉ ra rõ cái trọng tâm, cái khía cạnh mà ta cần phải tập trung là gì. Đó, đúng không? Đúng không các bạn? Chia sẻ thật là như thế, đúng không nào? Phải chia sẻ thật là như thế. Đấy, thế thì đối với những cái dạng đề nhá, với những đề bài chúng mình được nhận viết đoạn văn đấy, nhưng mà cái yêu cầu đặt ra nó rất là nhiều, thì các em có thể linh hoạt và chúng mình có thể chủ động trong việc lựa chọn cái điểm nhấn trong bài viết của mình. Ví dụ, nếu như em phải viết một đoạn văn nhưng mà là bàn luận tất cả các vấn đề của sự sẻ chia đi, thì em có thể là tự do lựa chọn, em sẽ trọng tâm vào biểu hiện của sự sẻ chia, hay là em sẽ trọng tâm vào ý nghĩa của sự sẻ chia. Cái đó là em lựa chọn nhá. Thì khi mà em đã lựa chọn được cái khía cạnh cần phải tập trung như vậy rồi ấy, thì những khía cạnh khác em có thể viết ngắn gọn và viết nó gộp vào với nhau để đảm bảo vẫn đủ ý. Nhớ chưa ạ? Nhá, để đoạn văn của mình vẫn đủ ý nhưng vẫn có một cái phần sâu sắc, chứ không phải là một đoạn văn dàn trải mà không có bất cứ một điểm nhấn nào. Ok chưa? Nhá, đây chị đang nói đây, chị đang nói là với dạng đề 200 đến 300 chữ của đoạn văn. Đồng ý không? Còn nếu như mà bài văn khoảng 200 chữ thì chị nghĩ nó vô lý lắm rồi. Vô lý lắm rồi. Thế thì một câu để viết mở bài, xong rồi xuống dòng viết thân bài, một đoạn ngắn xíu, xong rồi một câu để viết kết bài, đúng không? Không đẹp, đúng không các? Rồi, đó. Ok, thế thì bây giờ chúng mình sẽ đi sâu hơn nhá. Để mà viết được một cái đoạn văn này, đúng không? Để mà viết được một cái đoạn văn này thì chúng mình sẽ thực hiện qua những bước nào? Bây giờ chị sẽ có cái dấu sao ở đây. Đây. Đó là phương pháp để viết đoạn văn nhá. Phương pháp viết đoạn văn. Vừa rồi các bạn cũng đã nhận ra là cái tầm quan trọng của cái việc là nắm được phương pháp rồi, đúng không? Vậy phương pháp là gì? Phương pháp là gì mà chị cứ nhấn mạnh như thế? Phương pháp chị nêu lại này, đó là cách để các bạn làm. Phương pháp là việc chúng mình hiểu cái dạng đề đấy như thế nào và chúng mình có những cái cách làm nào để áp dụng nhá. Thì một bạn nắm được phương pháp làm bài sẽ khác với cả một bạn mà làm bài theo bản năng. Bản năng là như nào? Là cầm đề lên, cứ thế chúng mình viết, nghĩ ra được cái gì thì viết cái đấy, không có bất cứ một cái sự chuẩn bị này, không có bất cứ một cái phương pháp áp dụng vào, mà chúng mình cứ cầm đề lên và viết thôi, đúng không? Đấy nhá. Thế thì phương pháp sẽ giúp cho các em tuần tự thực hiện các bước, và các bước đó là những bước tốt nhất để kết hợp cùng với nhau chúng mình có thể viết được một đoạn văn một cách thuận lợi này, suôn sẻ này, và đặc biệt là bám sát vào đáp án nữa. Nhớ chưa? Bám sát vào đáp án nữa. Rồi, thế thì bây giờ để hướng dẫn các bạn kỹ hơn về phần phương pháp này, chị sẽ chia nhỏ ra thành các bước nhé. Bước 1 là bước mà rất nhiều bạn chủ quan, đó là bước chúng mình xác định vấn đề nghị luận từ đề bài.
nói cách khác là việc chúng mình phân tích đề đấy. Ok chưa? Nhá, việc mà các bạn phân tích đề ấy, thì cái bước này nó chỉ tốn của các em chưa đầy 1 phút. Các bạn chỉ cần đọc đề thôi và các em sẽ gạch chân vào trong đề giúp cho chị nhá. Các bạn gạch chân vào trong đề giúp cho chị. Ok chưa? Đây, các bạn sẽ gạch chân. Cái gì ạ? Cái vấn đề nghị luận. Nhớ chưa? Cái vấn đề nghị luận. Và nhớ là phải chỉ ra rõ, phải xác định rõ cả cái khía cạnh mà đề bài hỏi nữa nhá. Cái vấn đề nghị luận này không phải là một vấn đề chung đâu, mà phải là cả cái khía cạnh nữa. Khía cạnh cần tập trung. Nhớ nhá. Bước này nó không mất nhiều thời gian đâu. Nhưng các em gạch chân vào đề thì mỗi khi các bạn nhìn lại vào đề thôi là các bạn sẽ lại thấy cái vấn đề đó. Và chúng mình lại một lần nữa nhắc nhở bản thân là à, mình đã tập trung vào đúng cái vấn đề này chưa? Có đi lan man không đấy? Nhá, ok không nào? Đấy, và gạch chân vào đề như thế nào? Đây này, giống như chị gạch chân ở đây. Với cái ví dụ này, đây là ví dụ cho một đề bài viết đoạn văn. Thì các bạn sẽ cần phải gạch chân vào không những là sự sẻ chia không đâu nhá, mà chúng mình còn phải gạch chân cả vào cái ý nghĩa của sự sẻ chia này này. Ý nghĩa này trong đề bài sẽ có những cái từ ngữ mà nó chỉ ra khía cạnh của vấn đề. Ví dụ như ý nghĩa, ví dụ như sự cần thiết phải làm gì, đồng ý không? Hay là vai trò của cái gì này, ok không? Đấy, hay là à, tuổi trẻ cần làm gì. Thì cái cần làm gì đấy, đó chính là khía cạnh mà đề bài tập trung. Đúng không nào? Nhá, nên là các bạn phải xác định rõ cho chị cái đó. Thì đoạn văn của chúng ta mới đi đúng trọng tâm được. Nếu không là các bạn sẽ lại cứ viết những cái đoạn văn dưới dạng bài văn thu nhỏ đấy. Đồng ý chưa? Tiếp tục nhá, bước thứ 2. Bước 1 này thì không mất quá nhiều thời gian, tối đa 1 phút. Sang đến bước thứ 2 này. Bước 2 chúng mình làm gì? Bước 2 các bạn sẽ ghi nhanh cho chị hệ thống luận điểm của đề bài đó nhá. Đồng ý chưa? Hay nói cách khác, đó là lập ý. Nói đến cái bước này, chắc chắn có nhiều bạn lại bật cười. Chắc chắn có nhiều bạn lại thôi cứ nói vậy thôi chứ áp dụng gì đâu. Đi thi chẳng có thời gian để mà lập ý đâu. Đúng không? Đi thi ai cũng bảo thầy cô nào chẳng dạy là có cái bước lập ý, lập dàn ý này. Nhưng đi thi mình không lập dàn ý mình vẫn viết được đấy thôi. Đi thi mình nghĩ đến đâu mình viết đến đó. Đi thi mình sắp xếp ý tưởng ở trong đầu của mình thôi. Cần gì phải lập đâu, mình vẫn viết được bình thường. Đúng không? Thế thì cái lập ý này nhá, chị nêu rõ này. Có thể các em lập ở trong đầu của chúng mình cũng được, nếu như các bạn có cái khả năng tuyệt vời là vừa hình dung được cấu trúc của bài và vừa nghĩ ra từng câu từng chữ để viết được. Nếu như mà bộ não của chúng mình có thể song song thực hiện hai cái nhiệm vụ quan trọng đó cùng một lúc được thì các bạn cứ thoải mái, ok chưa nhá, và rèn luyện thường xuyên để bộ não của mình nó quen với cả cái việc thực hiện như thế. Còn nếu không thì các bạn tốt nhất là dùng từ 3 đến 5 phút để chúng mình gạch ra cho chị vào trong tờ nháp, vào trong tờ đề. Nó không mất nhiều thời gian của chúng ta nhưng nó rất là tốt và nó rất cần thiết các bạn nhé. Cần thiết như thế nào? Có cái bước lập ý này, các bạn sẽ biết được là mình viết những ý nào này, ý nào trước, ý nào sau. Nhìn tổng quan lại một lượt trước khi bắt đầu viết xem là bài viết đó với những ý như thế thì nó đã thấu đáo hay chưa? Nó có ngắn quá hay không? Nó có ít quá hay không? Hay nó bị nhiều quá rồi? Và cái thứ ba, đó là khi mà các bạn tập bấm thời gian khi mà luyện đề ấy, thì ví dụ chúng mình tính là 30 phút cho đoạn văn này. Bây giờ các bạn viết còn có 10 phút thôi thì các bạn chỉ cần nhìn vào cái lập ý này là các bạn biết là trong 10 phút cuối đó là các em phải viết những ý nào để mà cân đối lại. Nếu như trong 10 phút đấy mà chúng mình cần phải viết đến tận 4 ý liền, đúng không? Thì thôi, bây giờ buộc là phải viết những cái ý đó một cách ngắn gọn, xúc tích thôi, không còn nhiều thời gian để dàn trải nữa. Ngược lại, nếu trong vòng 10 phút đó nhìn vào cái bảng lập ý chúng ta thấy là ồ, còn có một ý nữa thôi là kết đoạn được rồi, ta có thể thong thả và nghĩ ra cái cách làm sao để viết nó hay hơn, nó sâu sắc hơn, nó tinh tế hơn, nó trau chuốt hơn, đúng không? Đấy, chứ bây giờ sắp kết thúc buổi thi rồi, thầy cô thông báo còn 5 phút nữa hết giờ, các em chuẩn bị nộp bài.
nhưng mình bản thân mình còn không biết là trong 5 phút đó mình phải làm gì, mình đang ở đâu, mình đang viết đến đâu rồi và cần phải viết những cái gì nữa. Đúng không? Nhá. Thế nên là cái bước lập ý này nó rất quan trọng. Quan trọng thì chúng mình phải làm sao để tận dụng được, phát huy được sự quan trọng đó nhưng vẫn phải có ích cho bản thân và phải tiết kiệm được thời gian. Nhá. Thì bước lập ý này các bạn sẽ không viết cả một cái dàn ý chi tiết ra đây làm gì cả. Các em chỉ cần dùng từ khóa thôi. Hiểu chưa nào? Và chỉ dùng từ khóa để lập ý cho phần thân đoạn thôi, chứ không phải cả bài nhá. Nếu như mà chúng mình bất chợt nghĩ ra một ý tưởng nào đấy cảm thấy hay cho phần mở và phần kết thì các em có thể ghi lại. Còn trong phần lập ý này các bạn chỉ cần tập trung vào thân đoạn. Hiểu chưa? Tập trung vào thân đoạn thì có những ý nào của thân đoạn, các em phải nắm chắc được cái bố cục của một phần thân đoạn nhá. Bố cục của một phần thân đoạn. Ok chưa? Thì ở đây chị hướng dẫn luôn cái phương pháp để chúng mình thiết lập một phần thân đoạn đầy đủ và có điểm nhấn nhá. Ý đầu tiên sẽ là cái ý liên quan đến giải thích hoặc khái quát vấn đề. Hiểu chưa ạ? Giải thích hoặc khái quát vấn đề nghĩa là sao? Đối với những cái vấn đề mà nó chứa những cái từ ngữ mới này, chứa những cái từ ngữ hàn lâm này, hoặc là chứa những cái từ ngữ mà cần phải có đặt trong một cái bối cảnh cụ thể thì mới hiểu đúng được cái ý nghĩa của từ ngữ ấy, thì ta cần phải giải thích thấu đáo, giải thích rõ. Nhưng đối với những vấn đề nó đã quá quen thuộc rồi thì các bạn chỉ cần khái quát lại vấn đề ấy thôi. Ok chưa nào? Thì phần giải thích này nhá, 1 đến 2 câu. Được chưa nào? Và các bạn ơi, dù các em viết trời viết biển như thế nào trong phần giải thích này thì phần giải thích các bạn có được điểm hay không ấy, nó nằm ở chỗ các em có chốt ra được vấn đề cần phải bàn luận ở đây là gì không. Ok chưa nhá, đồng ý không? Đây chị lấy ví dụ sự sẻ chia thì nó là một vấn đề rất quen thuộc rồi, không còn quá là hàn lâm khiến cho chúng mình phải giải thích quá kỹ, đúng không? Thế thì chúng mình sẽ chỉ cần có 2 câu như thế này trong phần khái quát vấn đề nhá. Câu thứ nhất, sẻ chia là đem những giá trị hoặc là đem những cái giá trị của bản thân mình chia sẻ cho người khác mà không mưu cầu nhận lại. Ok chưa? Nhá, là cho đi một cách chân thành. Đấy, hoặc các em có thể biết hiểu một cách đơn giản, sự sẻ chia là cho đi những giá trị về vật chất tinh thần mà không mưu cầu bất cứ một sự nhận lại hay đền đáp nào. Chấm. Và sau đó các em phải chốt lại được này, ý nghĩa của sự sẻ chia như thế nào. Bởi vậy, sự sẻ chia có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Ok không nào? Nhá, bởi vậy sự sẻ chia có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong cuộc sống. Đó, hay là gì? Bởi vậy sự sẻ chia rất cần thiết trong cuộc sống của chúng ta. Đấy là 2 câu xong cái phần khái quát, hiểu chưa ạ? Xong cái phần giải thích và khái quát vấn đề rồi đấy. Hàn lâm nghĩa là cái vấn đề đấy nó quá là sâu sắc đi, nó phải là giải thích thật là kỹ càng chúng mình mới hiểu được ý nhá. Ok chưa? Nhưng mà chị nghĩ là đi thi ý, thì thường là những cái vấn đề trong phần nghị luận xã hội này nó sẽ không phải là những vấn đề nó quá là sâu sắc mà khiến cho chúng ta phải giải thích quá nhiều đâu. Giải thích quá nhiều thì giải thích xong hết sừ nó đoạn văn rồi còn đâu, đúng không nhá? Đấy, và phần giải thích này không phải là phần trọng tâm nhất, thế nên là các bạn nên viết theo cái cách hiểu của bản thân mình. Ok chưa? Nên viết theo cái cách hiểu của bản thân mình. Các bạn viết bài văn cũng thế nhá. Khi chúng mình giải thích này, chị thấy các em hay có một thói quen là cứ tách cái từ đấy ra thành từng chữ một và đi giải thích từng chữ, đúng không? Ví dụ thôi nhá, chị lấy ví dụ thôi. Sự sẻ chia thì các bạn giải thích sẻ là gì, chia là gì, kiểu như thế. Đấy, thì đấy không phải là cái cách áp dụng cho tất cả các vấn đề đâu. Nhớ chưa ạ? Nhá, cái cách mà tách từ ra thành từng chữ để giải thích một nó sẽ chỉ phù hợp với những vấn đề là những cái từ ngữ Hán Việt và mỗi chữ nó có một ý nghĩa riêng. Xong rồi gộp nó lại thì ta có một cái cách hiểu như thế này. Nên là các bạn không được áp dụng một cách máy móc là cứ vấn đề nào cũng tách nó ra thành từng chữ rồi đi giải thích từng chữ xong rồi gộp lại nó như thế nào nhá. Có những vấn đề chúng mình sẽ chỉ cần là tập trung vào giải thích một cách trực tiếp luôn. Sẻ chia là gì? Nhớ chưa? Nhá. Đấy, thì những bạn viết bài văn chú ý cho chị. Và
Hơn nữa này là các em đừng bị áp lực với phần giải thích này rằng là phải đưa vào những cái từ ngữ chuyên ngành, phải đưa vào những cái từ ngữ nó thật là sâu sắc đi thì phần giải thích này mới thấu đáo được. Không, giải thích này là theo cách hiểu của các em, nên hãy cố để làm sao diễn đạt được cái cách hiểu của mình. Có thể sử dụng những từ đồng nghĩa với vấn đề hoặc là những từ trái nghĩa với vấn đề để phần giải thích của các em được rõ ràng hơn nhé. Ok chưa? Đấy, các bạn lưu ý cho chị đối với phần giải thích là như vậy. Tiếp tục này, sau khi mà các em giải thích xong ở trong đoạn văn, thế là viết được khoảng 1 đến 2 câu rồi này. Mở đoạn thì viết 1 câu đúng không? 1 đến 3 câu trong phần mở đoạn này. Bây giờ đến phần thân đoạn, 1 câu rồi. Tiếp tục, sau khi giải thích xong thì các bạn tập trung vào phần phân tích và bàn luận giúp cho chị. Đúng chưa ạ? Thì đây là cái sự khác biệt nhiều nhất giữa bài văn và đoạn văn này. Nếu như ở trong bài văn thì phần phân tích và bàn luận này các em sẽ viết về tất cả các khía cạnh của vấn đề nghị luận. Vấn đề đó có bao nhiêu khía cạnh thì các em sẽ viết từng đó khía cạnh luôn, mỗi khía cạnh bàn luận một cách sâu sắc. Nhưng ở trong đoạn văn ấy thì các em sẽ chỉ tập trung bàn luận về cái khía cạnh mà đề bài hỏi thôi. Nhớ chưa? Nhá, ví dụ như ở đây về ý nghĩa của sự sẻ chia thì trong phần phân tích và bàn luận này các bạn sẽ tập trung vào ý nghĩa của sự sẻ chia thôi. Ok chưa nào? Nhá, tập trung vào ý nghĩa của sự sẻ chia thôi. Thế thì ý nghĩa của sự sẻ chia, chúng mình sẽ đặt ra những câu hỏi. Nếu như hỏi về ý nghĩa của một vấn đề nào đó, ta sẽ đặt ra những câu hỏi như thế này để khai thác này. À, nếu như thiếu đi cái điều đó, thiếu đi cái vấn đề đó thì cuộc sống của con người trở nên như thế nào? Đúng không? Người ta sẽ nhận ra ý nghĩa giá trị của một điều gì đó khi nó mất đi rồi thì người ta sẽ nhận ra rõ nhất. Nên là bây giờ nếu như chúng mình cần phải bàn luận về tầm quan trọng, sự cần thiết, ý nghĩa, vai trò của một vấn đề nào đó thì ta sẽ đặt ra câu hỏi là nếu nó mất đi, nếu như nó không tồn tại nữa, nó không có nữa, hoặc mọi người không duy trì, không phát huy cái tinh thần ấy, không phát huy cái phẩm chất ấy nữa thì cuộc sống này trở nên như thế nào? Ngay lập tức ta sẽ lý giải được là vấn đề ấy nó quan trọng ra sao. Đúng không? Nhá. Đấy. Hay là nếu chúng mình phải bàn luận về biểu hiện của một vấn đề nào đó thì các bạn phải hiểu như thế này này. Bất cứ một cái phẩm chất, một quan điểm nào đó ở trong cuộc sống này này, nó sẽ được biểu hiện thông qua suy nghĩ của con người và thông qua hành động của con người. Nhá, sự sẻ chia thì biểu hiện của nó là trong cái suy nghĩ là chúng ta đã mong muốn là mọi người có thể cùng với nhau có cuộc sống hạnh phúc, sum vầy, đủ đầy. Đúng không? Nhá, trong suy nghĩ, cái suy nghĩ mà nó thôi thúc chúng ta có những hành động sẻ chia đó là mỗi con người đều có cái sự hướng thiện. Ok chưa? Đều có cái sự hướng thiện. Hướng thiện là mong muốn những điều tốt đẹp đến với cuộc sống không những của mình mà còn của tất cả mọi người. Đấy, thì đối với những người như thế thì trong thâm tâm của họ đã có những suy nghĩ của sự sẻ chia. Vậy thì sự sẻ chia trước tiên là biểu hiện ở trong tư tưởng của mọi người, ở trong cái mong muốn, ở trong cái khao khát là mỗi người đều có được một cuộc sống hạnh phúc. Đúng chưa? Thì từ cái suy nghĩ ấy người ta có những hành động cụ thể, là trao nhau những cái ôm này, trao nhau những cái lời động viên hỏi han, đấy là những cái hành động để chia sẻ những cái giá trị về tinh thần, đúng không? Sẵn sàng lắng nghe này, sẵn sàng chia sẻ này, và có những cái sự sẻ chia bằng vật chất nữa như là trao những quà tặng để giúp đỡ người khác trong hoàn cảnh khó khăn, đúng không? Thế là các bạn đã thấy có vô vàn những ý tưởng để bàn luận về biểu hiện của sự sẻ chia chưa? Nhớ chưa nào? Như thế nào là phân tích ạ? Phân tích nghĩa là chia nhỏ cái vấn đề ấy ra, chia nhỏ cái khía cạnh ấy ra thành những cái phần nhỏ hơn nữa. Đồng ý không? Giống như là việc các em thiết lập một cái sơ đồ cây ấy, thì vấn đề lớn ở đây là cái nhánh đầu tiên nhá. Thì trong cái nhánh đầu tiên ấy sẽ có những cái nhánh nhỏ hơn. Thì việc chúng mình chia ra các cái nhánh nhỏ hơn ấy chính là việc chúng mình phân tích đấy. Nhớ chưa ạ? Chính là việc chúng mình phân tích đấy. Đó. Còn bàn luận đó là chúng mình sẽ xét xem là như thế nào là đúng, như thế nào là sai, đúng chưa, như thế nào là tốt, như thế nào là xấu, thì đấy là bàn luận, đưa ra quan điểm của mình đấy nhá. Rồi thế thì cái bí kíp để cho phần phân tích và bàn luận này của các bạn được thấu đáo này, và phần này là phần quan trọng nhất,
đúng không? Phần này là phần quan trọng nhất, chiếm nhiều dung lượng nhất của phần thân đoạn, thì các bạn nên biết đặt ra các câu hỏi xoay quanh cái khía cạnh mà đề bài hỏi, như vừa rồi chị nêu đấy, đúng không nhá? Thiếu đi cái vấn đề đấy thì sẽ như thế nào này, hoặc là vấn đề đó mà được phát huy tốt thì cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp ra sao, thì từ đó người ta sẽ nhận ra được tầm quan trọng của vấn đề, đúng chưa, sự cần thiết của vấn đề đấy. Thì chị thấy là gần đây các bạn nhỏ bằng việc chúng mình tiếp thu thường xuyên với những cái kiến thức ở trên mạng xã hội được chia sẻ này, thì các bạn đã dần tiếp cận đến cái phương pháp này rồi. Khác với ngày trước thì nếu như mà lần đầu tiên chị chia sẻ cái phương pháp đặt câu hỏi này với các bạn nhỏ lớp 9 ý, thì có nhiều bạn lắm, nhiều bạn ngỡ ngàng lắm, rằng là chứ cái này lạ thế, từ trước đến nay là chúng mình vẫn sẽ đi theo một cái mẫu ấy, theo một cái khuôn và áp dụng cho tất cả các bài là cứ sang cái phần bàn luận này. À vậy ý nghĩa của vấn đề này là gì, đúng không? Cứ sang phần bàn luận và phân tích này là sẽ có những cái công thức viết nó xáo mòn và cứ như thế áp vào, mà chúng mình không có được cái chìa khóa để linh hoạt trong quá trình viết. Thì đây, việc đặt ra các câu hỏi, các em lưu ý nhá, đặt ra các câu hỏi sẽ giúp cho các bạn khơi gợi được ý tưởng của mình này, để tránh bị bí ý tưởng. Bí xem là, bí nghĩa là chúng mình không biết viết cái gì. Thì đây sẽ là việc để chúng mình tránh khỏi cái trường hợp là không biết viết cái gì. Đúng chưa? Nhá, đó, và kết hợp với đó là có cách diễn đạt. Đồng ý chưa? Kết hợp với đó là diễn đạt. Thì chúng mình sẽ tránh khỏi việc bí ý tưởng và bí cách viết luôn. Nhá, bí ý tưởng là không biết viết cái gì, bí cách viết là không biết viết như thế nào. Thì đây, việc kết hợp giữa việc đặt ra câu hỏi này, trả lời các câu hỏi đó và kết nối chúng với nhau bằng cách diễn đạt thì sẽ giúp cho các em viết được cái phần này đầy đủ này, thấu đáo nhá. Đồng ý không? Một lát nữa chị sẽ hướng dẫn các bạn cái cách diễn đạt bằng hình ảnh. Nhớ chưa? Đấy, thì đấy chính là cái nội dung mà hôm nay chúng mình học đấy. Thì sau khi mà phân tích và bàn luận xong thì các bạn cần phải nghĩ đến một cái điều nữa nhá, đó là việc chúng mình phải chứng minh bằng dẫn chứng. Chứng minh bằng dẫn chứng, đúng chưa ạ? Nhá, chứng minh bằng dẫn chứng này thì các em ơi, riêng với phần dẫn chứng này vị trí của nó rất linh hoạt. Em có thể là bàn luận đến ý nào chúng mình đưa dẫn chứng cho ý đó luôn, không cần là phải bàn luận xong hết rồi mới đưa dẫn chứng nhá. Thậm chí các em giải thích xong các em đưa dẫn chứng luôn, xong rồi chúng mình mới bàn luận cũng được, cũng được nha. Ok không nào? Đấy, nên là các bạn không cần phải quá là gò bó trong việc đưa dẫn chứng ở vị trí nào. Các em cảm thấy chỗ nào phù hợp chúng mình đưa luôn cũng được nha. Nhưng phải lưu ý này, dẫn chứng người thật, việc thật và có cái độ phổ biến. Với khuôn khổ của một đoạn văn ý, thì chúng mình tùy xem là các em viết dẫn chứng bằng cách nào nhá. Thứ nhất là các em có thể viết một dẫn chứng và phân tích kỹ. Nếu các bạn phân tích kỹ về cái dẫn chứng ấy thì các em chỉ cần viết một dẫn chứng là được rồi. Nhưng nếu các bạn chỉ phân tích sơ qua, chỉ việc nêu thôi, chỉ liệt kê ra dẫn chứng thôi, thì nếu như các em dùng cách liệt kê đó thì các bạn liệt kê từ 3 đến 5 dẫn chứng. Nếu mà liệt kê nghĩa là chỉ nhắc đến tên thôi, nhớ chưa ạ? Nhá, chỉ nhắc tên thôi, không nó nêu kỹ như thế nào, chỉ dùng một câu thôi, thì các bạn phải liệt kê nhiều tấm gương ra thì nó mới thuyết phục nha. Còn nếu các bạn phân tích kỹ về nhân vật đó thì các em dùng một dẫn chứng là được. Đồng ý chưa nào? Xem Chuyển động 24 giờ để tìm dẫn chứng. Đúng rồi, các em có rất là nhiều những cái kênh thông tin đại chúng, nhưng mà nó có cái tính xác thực nhá, ok chưa? Nó có độ tin cậy cao thì các em có thể tham khảo ở trên đó. Và đừng quên là ghi chép lại hoặc là làm cách nào đó để lưu lại và thường xuyên đọc lại thì các bạn mới nhớ được. Không xem xong rồi chúng mình cứ thế để cho nó lướt qua thì cũng không có tác dụng gì cả đâu, đúng không? Nhá, nên là dẫn chứng sưu tầm như thế nào thì có lẽ chị không phải chia sẻ nhiều, nhưng quan trọng là các bạn ghi nhớ nó ra sao và biến nó thành cái dẫn chứng trong kho dẫn chứng của mình như thế nào ấy. Là các bạn phải thứ nhất thường xuyên xem lại xem mình có những dẫn chứng nào mới sưu tập được. Thứ hai là thử áp dụng nó vào những đề bài cụ thể, tức nghĩa là chúng mình sẽ thực hành luôn với cái dẫn chứng ấy thì nó mới thực sự là dẫn chứng của mình được.
nhớ chưa? Còn nếu không nó sẽ vẫn chỉ là những video, sẽ chỉ là những hình ảnh, sẽ chỉ là những dòng chữ chúng mình lưu lại ở trên Facebook, lưu lại trên TikTok, lưu lại ở trên YouTube, lưu lại ở đâu đó thôi, đúng không? Mà nó không phải là trong trí nhớ của mình. Đấy, các bạn lưu ý nhá. Rồi, tiếp tục. Tất nhiên, về cách đưa dẫn chứng đối với cả những bạn viết đoạn văn và cả những bạn viết bài văn này, thì đây luôn luôn là một cái phần rất hay để các em có thể phát huy được cái sự sáng tạo, phát huy được cái kiến thức rộng mở của mình, cái kiến thức xã hội của mình. Và thứ hai nữa là nó còn cho thấy cả sự sắc sảo của các em nữa, nếu các em biết chọn dẫn chứng tốt và phân tích tốt. Nên sẽ có những cái buổi học riêng về việc đưa dẫn chứng hiệu quả ở trong các khóa học nhá. Nhớ chưa nào? Còn trong một buổi vừa tổng quan vừa hướng dẫn một bí kíp như thế này thì chị không thể ôm đồm được. Các bạn thông cảm nha. Ok chưa? Đồng ý không? Nhá. Đấy, còn chắc chắn sẽ phải có một cái thời gian riêng, một cái buổi học riêng để chúng mình nói chuyện với nhau về phần đưa dẫn chứng này. Chứ chị thấy là hiện tại vẫn còn rất nhiều những cái sự hiểu lầm ở trong phần đưa dẫn chứng này, dẫn đến là bài nào cũng như bài nào cũng như đoạn nào, dẫn chứng cứ giống như nhau và dẫn chứng không phát huy được cái tác dụng của nó. Đồng ý chưa? Thậm chí thì nhiều bạn không đưa dẫn chứng luôn. Đấy, rồi. Xong hết cái phần phân tích và chứng minh nhá. Thì ở đây này, tiếp tục lại là một vấn đề nữa. Đó là việc chúng mình mở rộng vấn đề. Bao gồm, phần mở rộng này chị nêu ấy, nó sẽ bao gồm những ý như sau. Phê phán. Đồng ý chưa? Hoặc là chúng mình muốn nhìn nhận vấn đề từ góc độ khác, lật lại vấn đề vân vân. Đồng ý chưa nào? Thì chị gọi tất cả những cái đó là mở rộng vấn đề. Đó, nghĩa là chúng mình không còn chỉ tập trung vào khía cạnh đề bài hỏi nữa, mà bây giờ chúng mình sẽ nhìn cái nhận cái vấn đề đấy từ những góc độ khác nữa đi. Đúng không? Thì chị nêu này, cái phần này ý, nó thực ra nhá, là nó không bắt buộc ở trong bài đoạn văn đâu, ở trong đoạn văn của chúng mình nó không bắt buộc đâu. Đấy, bởi vì để viết được cái phần này ý, nó sẽ tốn dung lượng của chúng ta. Với 200 chữ thì chúng mình sẽ không thể ôm đồm quá nhiều. Nhưng nên có, đúng không? Nên có. Nên có để làm gì? Để chúng mình có thể hoàn thiện được cách mọi người nhìn nhận về vấn đề đó. Nếu không thì người ta rất dễ có thể bắt bẻ cái quan điểm của các em. Đúng không? Chúng mình khẳng định là sự sẻ chia nó có ý nghĩa rất lớn đi. Sự sẻ chia vô cùng quan trọng. Ai ai cũng cần phải có sự sẻ chia, cũng phải biết sẻ chia với mọi người, phải biết cảm thông, thấu hiểu, rồi sẻ chia với mọi người trong mọi hoàn cảnh. Thế nhưng mà mọi người, người khác đọc bài của các bạn hoàn toàn có thể là đưa ra quan điểm trái ngược lại. Thế thì nếu như mà sẻ chia mà cứ kiểu với một cái thái độ là ban phát, với một cái thái độ là mưu cầu những cái sự ghi nhận, ca ngợi, thì đấy có phải là sự sẻ chia đúng cách không? Thì đấy, thì nếu như thế vẫn phải nên phát huy nó, ừ, đúng không? Hay là sự mưu cầu những cái ý đồ không tốt, đội lốt sự sẻ chia thì có nên phát huy không? Đấy, bắt đầu người ta có thể bắt bẻ được quan điểm của các em, đúng không? Nên là để cho cái quan điểm của các bạn được thấu đáo và toàn diện nhất thì nên có phần này. Nhưng trong khuôn khổ của đoạn văn thì các em viết phần này cũng ngắn gọn thôi. 1-2 câu thôi. Nhớ chưa ạ? Nhớ chưa? Còn bài văn nhá, riêng với bài văn này thì chị thấy phần mở rộng này rất hay. Phần mở rộng này nhiều khi lại trở thành mũi nhọn cho những bạn nhỏ thích viết nghị luận xã hội. Đó là viết xuôi chiều thì ai cũng viết được, nhưng mà riêng với cái phần mở rộng này, lật lại vấn đề này, thì bạn nào sâu sắc trong cái trải nghiệm xã hội của mình thì đôi khi viết phần này rất là thích, rất là hay, rất là sướng. Bởi vì mình được viết và mình được đưa ra những cái cách nhìn làm sao nó toàn diện nhất và thấu đáo nhất để không ai có thể bắt bẻ được mình. Thích lắm, đúng không? Hồi chị ôn thi học sinh giỏi chị cũng rất thích viết cái phần này. Và hay được cộng điểm, tức nghĩa là cái phần nghị luận xã hội của chị nhiều khi á, cái câu nghị luận xã hội nó được cứu bởi chính cái phần này. Nghĩa là đưa ra được thêm những cái quan điểm mới, đúng không? Đấy, thế thì chị xin phép nhá, chị xin phép là chia sẻ thêm một chút. Với các bạn mà thi học sinh giỏi và viết bài văn nghị luận xã hội này, thì các em ơi, phần này nếu như mà các em muốn viết tốt ấy, thì các em hãy thử đặt ra những cái câu hỏi ví dụ như là cái vấn đề đó nếu như mà nó bị làm quá lên thì nó có dẫn đến một cái hậu quả nào không? Đồng ý chưa? Hay là vấn đề đó để nó phát huy được
tốt cái ý nghĩa của nó thì cần phải đi kèm theo điều gì nữa. Đó, thì phần này là phần thể hiện rõ nhất được cái tư duy phản biện của chúng mình trong phần nghị luận xã hội, đúng không nhá? Ok chưa? Thế thì để mà rèn luyện được cái đó ấy, chúng mình phải dựa vào một số, chúng mình có thể áp dụng một số những cái mẹo này nhá. Mẹo thứ nhất cho cái phần mở rộng vấn đề này đó là gì? Đó là bất cứ khi từ cái việc chúng mình hiểu được là bất cứ vấn đề nào trong cuộc sống nó cũng sẽ đều có cái điểm mạnh, điểm yếu, nó sẽ đều có cái tính đa diện của nó, đúng chưa nhá? Nó sẽ đều có thể nhìn nhận từ nhiều góc độ khác nhau chứ không phải là chỉ có duy nhất một góc độ. Đó, thì ai cũng muốn hướng tới một sự cân bằng. Và để cân bằng được thì phải vừa có cái này và vừa có cái kia, chứ không có cái gì là tốt tuyệt đối, đúng không? Không có cái gì là tốt tuyệt đối. Hay như bài phát biểu của Mai Ngô ở trong cuộc thi Hoa hậu vừa rồi đấy, nói về vấn đề bạo lực, thì chúng ta dường như ai cũng suy nghĩ là không có bạo lực thì sẽ có hòa bình, đúng chưa? Bạo lực chúng mình hiểu là là đánh đập, đúng không nào? Là những cái tác động vật lý, đúng chưa? Đấy, thế nhưng mà từ cái vấn đề mà Mai Ngô đặt ra đó là liệu rằng khi không có bạo lực bằng vũ trang, bằng chiến tranh thì cuộc sống đã thực sự hạnh phúc và hòa bình chưa? Bạo lực nó sẽ có nhiều những cái biểu hiện, không chỉ là chiến tranh, không chỉ là vũ khí, không chỉ là sự đè nén, sự đàn áp, mà bạo lực còn hiển hiện ngay trong những cái lời nói của chúng ta hàng ngày, đúng không ạ? Bạo lực thực sự là nó xuất phát ở trong suy nghĩ, tư tưởng, chứ không phải nó chỉ dừng lại ở hành động. Đó, đúng không? Thì chúng mình thực sự là nhận ra được rất nhiều điều từ một cái câu hỏi đặt ra như vậy. Và chị cũng mong là trong bài văn, trong đoạn văn của các bạn cũng sẽ có những cái ý tưởng hay như thế để chúng mình có thể chạm tới những điểm số cao hơn nữa trong phần đoạn văn và bài văn. Nhớ chưa? Nhá, nên là hãy thử suy nghĩ về cái điều đó xem sao. Hãy nhìn nhận cái vấn đề cần phải viết từ nhiều góc độ khác nhau. Người nào chúng mình sẽ đặt bản thân mình vào những cái vai khác nhau này. Vai đầu tiên là ca ngợi tung hô đối với một cái tư tưởng đạo lý đúng đắn, đúng không? Nhưng vai thứ hai là không thích cái điều đó. Ta không thể thực hành được cái điều đó. Ta muốn phê phán cái điều đó thì ta sẽ đưa ra những cái ý tưởng nào, đưa ra những quan điểm nào để mà phê phán, để mà lật đổ cái điều đó, đúng không? Bây giờ nhá, sự sẻ chia, chúng mình trước tiên là đóng trong cái vai là ca ngợi sự sẻ chia, thì chúng mình đã biết trong tất cả những phần phân tích bàn luận này rồi. Nhưng bây giờ chúng mình phê phán sự sẻ chia thì chúng mình phải dựa vào những ý nào? Phê phán thì là phải chỉ ra những cái tác hại của nó. Thì sự sẻ chia nó sẽ có tác hại khi nào? Khi mà nó không xuất phát một cách chân thành, khi mà nó là một cái công cụ để người ta mưu cầu những cái giá trị vật chất khác, đúng không? Thế là ngay lập tức ta có ý tưởng để mà mở rộng vấn đề rồi, đúng chưa? Là sự sẻ chia sẽ chỉ có ý nghĩa tốt đẹp khi nó được xuất phát từ sự chân thành của người cho đi, và nó được cho đi đúng nơi, đúng người, đúng thời điểm, đúng cách. Đấy, đúng không nào? Cho đi mà là ban phát, cho đi mà mặc kệ, cho đi mà để gọi là để cho mình cảm thấy thanh thản thôi. Còn không để ý, không quan tâm là người được nhận sẽ cảm thấy như thế nào, không quan tâm là người được nhận sẽ có thể thay đổi cuộc sống ra sao, sẽ có thể cải thiện cuộc sống ra sao, thì sự sẻ chia ấy nó không phải là sẻ chia rồi. Đó chỉ là một cái hành động để con người tự xoa dịu đi cái một chút gì đó gọi là lương tâm ở trong mình thôi, đúng không? Đó nhá. Rồi thế thì đấy, lại tiếp tục nhắc đến một vấn đề mà có quá nhiều chuyện để chúng mình nói đi, đúng không? Nên là để mà chúng mình học kỹ được ý thì cần phải có nhiều thời gian hơn, đúng không? Và các em cũng phải được chia sẻ nhiều hơn, chị cũng phải có nhiều cơ hội để chia sẻ với các bạn hơn nữa. Còn trong buổi hôm nay, nhắc nhẹ một chút xíu như vậy để các bạn thấy là viết nghị luận xã hội trong một đoạn văn ý, không bao giờ là không có gì để viết đâu nhá. Mà chỉ sợ là có quá nhiều cái để viết thôi, đúng không? Rồi, đấy. Và sau khi mà các bạn đã cung cấp cho người đọc rất là nhiều những cái cách nhìn nhận rồi thì các bạn cũng nên chốt lại. Vậy tóm lại thì chúng ta cần phải suy nghĩ như thế nào, cần phải hành động ra sao là đúng đắn nhất. Chứ nếu chúng mình lật lại vấn đề xong rồi bỏ đấy, đúng không ạ? Bạn vừa bên trên bạn
ca ngợi sự sẻ chia, bạn bên dưới bạn phê phán sự sẻ chia. Thế tóm lại thì tôi nên nghĩ như thế nào đây? Tóm lại thì tôi nên làm gì đây? Mà các bạn lại không trả lời được cho bạn đọc cái điều đó. Các bạn lại không đưa ra được một cái cách giải quyết nào cụ thể. Thì thôi, coi như cái bài này nó lại lưng chừng rồi. Đúng không ạ? Nó lại ở lưng chừng sự thật, nó lại lưng chừng số điểm rồi. Đúng không? Đấy nhá. Nên là hãy nhớ đến và hướng đến sự thấu đáo cặn kẽ ở trong bài viết của mình. Kể cả là nghị luận xã hội hay là nghị luận văn học thì cũng như thế thôi. Đúng chưa? Đấy. Và sau khi mà các bạn xong hết những cái đó rồi thì các em sẽ có phần liên hệ bản thân. Đồng ý chưa? Và đưa ra bài học. Phần bài học này thì các em có thể viết ở đây, sau đó có một cái câu kết, hoặc các em có thể chuyển xuống phần kết đoạn, dùng bài học để kết đoạn, dùng bài học, dùng thông điệp để kết đoạn cũng được nhá. Đó, thì đây chính là bố cục của phần thân đoạn này. Và là bố cục cho phần thân đoạn của tất cả các dạng đề nghị luận xã hội, dù là tư tưởng đạo lý hay là hiện tượng đời sống nha. Nhớ chưa? Bởi vì sao? Nó sẽ chỉ khác nhau ở phần phân tích bàn luận này thôi. Đúng không? Còn phần nào thì, ở dạng đề nào thì cũng cần phải có giải thích vấn đề, cũng cần phải có chứng minh bằng dẫn chứng, cũng cần phải có phần mở rộng, cũng cần phải có phần liên hệ bản thân vào bài học mà. Đúng chưa? Nên là đây sẽ là cái cốt yếu nhất mà các bạn nên nắm chắc. Và khi chúng mình lập ý ấy, thì các bạn sẽ gạch ra cho chị ít nhất là 1, 2, 3, 4 và 5 cái gạch đầu dòng này. Đấy, và chúng mình cứ bám theo 5 cái gạch đầu dòng đó để chúng mình viết ở trong đoạn văn nhá. Và cái gạch đầu dòng thứ hai này thì hãy triển khai thêm một vài cái nhánh nữa. Nhớ chưa? Triển khai thêm một vài cái nhánh nữa ở đây. Thế là xong thôi, xong phần lập ý. Ok không nào? Và sau lập ý xong ấy thì chúng mình sẽ có bước thứ ba, là cái bước mà không thể không làm. Đúng chưa? Đi thi thì ai người ta kiểm tra cái dàn ý của các em đâu, nhưng mà đi thi thì người ta sẽ kiểm tra cái đoạn văn em viết như thế nào, bài văn mà em viết ra sao. Nên là bước ba này là chúng mình sẽ bắt tay vào viết thôi. Thì viết nhớ nhá, là kiểm soát thời gian, kiểm soát tốc độ và kiểm soát cả về hình thức mình viết nữa. Tránh gạch xóa. Nhớ chưa? Tránh gạch xóa. Mà đi thi thì tuyệt đối không dùng bút xóa. Chúng mình sẽ, chữ nào sai, chúng mình sẽ gạch chéo một đường ở cái chữ đó. Sau rồi chúng mình tìm cách viết sang bên cạnh. Nhá, ok chưa? Đấy, và bước cuối cùng này, bước 4. Bước 4 này nhá, là cái bước các bạn hay thực hành rất sai. Đó là bước chúng mình đọc và kiểm tra lại. Thì các bạn lại thường cứ đọc từ đầu đến cuối, đọc nghiền ngẫm và cảm thấy ôi mình viết thật là hay, sướng quá đi, mà vô hình khiến cho mình mất nhiều thời gian cho bước này. Bước này các bạn nên đọc theo thứ tự này, tập trung vào những cái điểm nổi bật ở trong đoạn văn của mình trước, thì đọc cái phần đấy trước để xem là nó đã đúng chính tả hay chưa, cần sửa gì không. Sau đó nếu còn thời gian thì đọc phần khác, hoặc không thì thôi nhá. Thì chúng mình đọc về phần mở đoạn, kết đoạn trước, đọc cái câu mở và câu kết trước xem là nó đã đúng đủ hay chưa. Sau đó chúng mình đọc cái phần bàn luận và đưa dẫn chứng. Nhớ chưa nào? Nhá, là những phần nổi bật nhất ở trong đoạn văn của chúng ta. Đấy, rồi. Các bạn hình dung ra chưa? Ok nhá. Sao đấy, Cẩm Vân có vấn đề gì có thể bình luận cho chị biết nha. Đó, thì đây chính là hệ thống 4 bước, và cùng với đó là cái mô hình của phần thân đoạn mà các em áp dụng cho việc viết đoạn văn nghị luận xã hội nhá. Còn những bạn viết bài văn này thì nó cũng sẽ chỉ khác biệt ở phần phân tích và bàn luận này thôi. Phân tích và bàn luận trong bài văn thì các em phải triển khai tất cả các khía cạnh của vấn đề ra nhá. Có thể viết phần phân tích và bàn luận này bằng nhiều đoạn văn hoặc là một đoạn văn lớn. Ok chưa? Liên hệ bản thân thì mình sẽ coi bản thân mình như một dẫn chứng cho cái đề bài đó, để mình chỉ ra là mình đã làm gì, và sau khi mà nhận thức được vấn đề như thế này thì mình sẽ làm gì. Đồng ý không? Coi bản thân mình như một dẫn chứng nhá. Coi bản thân mình như một dẫn chứng, đó là cái bí kíp để phần liên hệ bản thân không bị sáo rỗng. Đồng ý không? Các em vẫn có thể áp dụng là một học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường, nhưng cái đằng sau đó các bạn sẽ không biết là em sẽ chúng ta cần phải như thế nào, mà trước đó em hãy chỉ ra là còn là một học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường. Đúng không? Bản thân em đã không ít lần được tiếp xúc với những cơ hội để sẻ chia với mọi người, giúp đỡ bạn cùng bàn,
giúp đỡ các bạn trong lớp gặp hoàn cảnh khó khăn, hưởng ứng những cuộc kêu gọi của nhà trường để xây dựng các quỹ từ thiện, đúng không? Hay là bạn nào mà thực tế đã từng được đi trải nghiệm những đợt từ thiện rồi, chúng mình có thể nêu ra ở đây. Đấy, thì có phải là phần liên hệ bản thân của chúng mình nó đã thực sự thiết thực và gần gũi không? Nhớ nhá, nên đừng đưa ra những cái sự liên hệ sáo rỗng mà ai cũng có thể biết được như vậy. Liên hệ bản thân mà, bản thân các em cơ mà, đúng chưa? Nhá, đấy, thì đấy là cái phần liên hệ bản thân, nhớ chưa? Bất cứ một cái phần nào này, bất cứ một phần nào trong 5 cái dấu cộng mà chị biết ở đây sẽ đều phải nhiều thời gian hơn nữa thì ta mới có thể nói thấu đáo được. Nó có thể giải quyết được tất cả các khó khăn của các em. Còn trong một buổi như thế này, chị cũng chia sẻ thật mà, đúng không? Không thể ôm đồm được. Không thể ôm đồm được. Cứ nhắc đến luận điểm nào là chị lại có vô vàn những nội dung muốn nói cho các em, đúng không? Mà chị lại phải nhìn lại vào trong cái khung chat, nhìn lại vào trong cái đồng hồ để chị còn phải quay trở lại. Không là lại thôi, lại lố giờ mất. Thì các bạn cũng đủ hiểu là bất cứ một ý nào ấy, nó cũng có nhiều những cái điều lưu ý thêm nữa thì ta mới viết tốt được. Nhớ nha, nên là ý thức được điều đó, phải thực sự tập trung viết và đừng coi nhẹ hay là đừng nghĩ rằng là mình sẽ viết qua loa cái phần này để mình viết tốt cái phần kia. Một đoạn văn hay là một bài văn tốt ý, nó sẽ là sự kết hợp của nhiều những ý tưởng, nhiều những cái phần nhỏ và phần nào cũng thực hiện tốt thì bài văn ấy, đoạn văn ấy sẽ tốt hơn nhá. Còn nếu chúng mình có bất cứ một cái sự qua loa, bất cứ một cái sự chủ quan ở trong một phần nào đó thôi thì nó sẽ khiến cho đoạn văn của các em nó rẽ sang một cái mức độ khác đấy, đúng chưa nhá? Rồi đó, thế thì bây giờ này, nhìn lại vào đây có thể thấy là không khó để chúng mình viết một đoạn văn hay một bài văn. Nhưng quan trọng là viết như thế nào, đúng không? Quan trọng là chúng ta có ý tưởng như thế nào, viết như thế nào. Thì một trong những cách để giúp cho các bạn giải quyết cái chữ bí đùng như thế này, bí về ý tưởng, bí về cách viết, đó là việc chúng mình sử dụng hình ảnh nhá. Đó là việc chúng mình sử dụng hình ảnh ở trong quá trình viết của bản thân. Đồng ý chưa? Khi đọc lại thì ưu tiên đọc phần nổi bật. Vậy phần nào là phần nổi bật? Ô, chị vừa mới nêu xong. Mở đoạn, kết đoạn là phần đầu tiên đọc nhá. Thứ hai là phần phân tích, bàn luận và chứng minh. Nghĩa là chúng mình đọc lại cái hệ thống ý tưởng, hệ thống câu văn mà em dùng để phân tích, bàn luận và phần dẫn chứng. Đấy, có 3 cái phần đó. Một là mở đoạn, hai là kết đoạn, ba là phân tích, bàn luận và dẫn chứng. Nhớ chưa? Đấy là những cái phần nổi bật mà các em nên đọc, tập trung đọc lại xem là nó đã đúng, có bị sai chính tả không, có bị sai thông tin không. Bởi vì phần dẫn chứng nhá, các bạn trích sai tên người là cũng đã thôi rồi, đúng không ạ? Coi như dẫn chứng sai rồi. Nhiều khi những cái đó chúng mình vô thức bị sai ấy, chứ không phải là chúng mình cố tình đâu. Nhưng mà có bước đọc lại này thì các bạn sẽ tự cứu bản thân mình thôi nhá. Rồi, ok. Thế thì bây giờ này, bây giờ chị chia sẻ một chút. Đối với việc viết đoạn văn hay bài văn ý, thì có những cái phương pháp nào để các bạn có thể chuẩn bị từ bây giờ, để các bạn có thể có được một cái phần đi thi, một cái cuộc thi nó thuận lợi hơn, thay vì việc là cứ nơm nớp lo sợ và chỉ biết lo sợ mà thôi nha. Thì từ bây giờ ấy, các bạn cần phải chuẩn bị này, rèn luyện cho mình. Rèn luyện thì tất nhiên là rèn luyện tất cả các phương pháp và kỹ năng rồi, nhưng các em có thể chuẩn bị trước. Thứ nhất là phần mở và kết, mở bài, kết bài, mở đoạn, kết đoạn. Những cái này các em có thể là chuẩn bị trước bằng việc là lên ý tưởng, lên xây dựng những cái công thức viết của mình này. Đấy, để đi thi, nếu như mà nó phù hợp với công thức viết nào chúng mình có thể áp dụng được luôn. Những phần này là những cái phần nó tốn nhiều thời gian khi đi thi mà chúng mình phải nghĩ nhất, thì chúng mình có thể chuẩn bị trước. Nhớ chưa ạ? Nhá. Và thứ hai, dẫn chứng cũng có thể là học trước đi, sưu tầm trước đi. Đấy, đó. Và cái thứ ba là những cách diễn đạt hay, đúng không? Thì nhá, với phần mở và phần kết này, chị chia sẻ nhanh như thế này, các em có thể tốc ký, các em có thể ghi lại nhanh để mình tìm hiểu sâu hơn. Nếu như có dịp khác, chị sẽ chia sẻ kỹ hơn cùng với các bạn về cách viết mở đoạn, kết đoạn, mở bài, kết bài. Chị còn nhớ là trong cái buổi ở trong khóa học nghị luận xã hội về dạng đề viết bài văn, chị có chia sẻ một cái cách viết mà có nhiều bạn cũng bất ngờ đấy.
Đó, đó là cách đi từ một câu chuyện, mà câu chuyện ấy thì chúng mình có thể tự nghĩ ra cơ, chứ không phải là một cái câu chuyện mà gọi là trong truyền thuyết gì đâu. Nhưng mà tự nghĩ ra đấy không phải là chúng mình cứ tự bịa ra, mà những là mà nó sẽ là những cái câu chuyện nó gắn liền với một cái hình ảnh nào đó nhá. Đó, ví dụ như là chỉ có lấy ví dụ về nếu như đề bài đặt ra vấn đề là góc nhìn. Đó, ví dụ như cái đề thi học sinh giỏi, à đề thi chuyên năm vừa rồi của một tỉnh là số 6, số 9 ấy, nhìn từ hai góc độ khác nhau ấy thì nó sẽ cho ra những kết quả khác nhau ấy, hay là một cái hình ảnh nhưng nhìn từ bên này thì thấy là có 3 thanh gỗ, nhưng nhìn từ bên kia là 4 thanh gỗ đấy. Đó, vấn đề góc nhìn thì chúng mình có thể là viết phần mở bài đi từ một câu chuyện gọi là câu chuyện giả tưởng thôi, nhưng nó phải gắn với một cái thông tin thiết thực nào đấy. Thì chị đi từ câu chuyện liên quan đến loài hoa Diệp Hà Sơn, là cái loài hoa mà nó rất là đặc biệt nhá. Đặc tính của nó bình thường ấy là những cánh hoa màu trắng rất là tinh khôi, rất là đẹp, nhưng mà khi mà tiếp xúc với nước, ví dụ như là khi trời mưa chẳng hạn, bỗng dưng những cánh hoa ấy với cái đặc tính riêng của nó có thể trở nên trong suốt luôn, trong suốt như pha lê luôn, lung linh lấp lánh luôn. Đó, thế thì chị mới kể ra một câu chuyện để bắt đầu cái bài văn của mình. Cơn mưa rào bất chợt đổ ào xuống khu rừng, những loài vật nhanh chóng tìm chỗ trú ẩn, những loài cây e dè nép mình dưới những tán lá to để tránh khỏi những làn mưa ào ạt và dữ dội. Riêng chỉ có những cánh Diệp Hà Sơn kiêu hãnh vươn mình, bởi chỉ trong bỗng chốc những cánh hoa trắng tinh khôi mỏng manh lại trở nên trong suốt như pha lê. Thì ra với một cơn mưa, thì ra khi cơn mưa đến, đúng không ạ? Nhá, nếu như có một góc nhìn tích cực, ta sẽ lại thấy những viên kim cương, sẽ thấy những viên pha lê lấp lánh từ chính cách mà Diệp Hà Sơn đối diện với cơn mưa ấy. Đúng không? Nhá, đó, thì có phải là cái bài văn của chúng mình nó sẽ không phải là trong cuộc sống chúng ta luôn đối diện với các vấn đề, mỗi vấn đề sẽ luôn có tính đa diện của nó, thế nên vấn đề góc nhìn vẫn luôn luôn là cái nội dung mà nhiều người bàn tán, đúng không? Đó, thì bây giờ chúng mình sẽ bắt đầu bằng một câu chuyện, bằng một hình ảnh. Hay là với phần mở đoạn, kết đoạn nhá, có rất là nhiều cách viết luôn. Các em có thể đi từ những câu hỏi, các em có thể đi từ nhận định, các bạn có thể đi từ trải nghiệm cá nhân, các em có thể đi từ con số, các bạn cũng có thể là đi từ những cái kết quả nghiên cứu, đi từ những cái sự thật khoa học, đúng không? Càng kêu càng ấn tượng thì phần mở và phần kết của các bạn lại càng hay. Nhưng nhớ là phải ngắn gọn nhá, phải tùy theo là cái yêu cầu đặt ra ở đây là được viết bao nhiêu câu này. Nhớ chưa? Và phải nêu đúng vấn đề, chứ không được quá lan man dẫn đến là vấn đề vẫn chưa nêu được, nhưng mà vẫn chưa thể nào phát huy được cái ý tưởng của mình. Nhớ chưa nào? Nhá, chị lấy ví dụ, đó là khi mà chúng mình bàn luận về việc nắm bắt cơ hội ở trong cuộc sống, một cái đề thi vào 10 đấy rất là hay, nhưng mà chị thấy là nó hơi gọi là hơi xa với các bạn lớp 9 một chút xíu, đấy là bàn luận về ý nghĩa của việc bàn luận về sự cần thiết của việc nắm bắt cơ hội đối với những bạn trẻ trong cuộc sống. Đấy, đề bài là như vậy, viết đoạn văn nhá. Thì chúng mình có thể đi từ những con số hoặc đi từ một câu hỏi, ví dụ như là 18 tuổi, 20 tuổi, 25 tuổi, đâu là thời điểm thích hợp để một bạn trẻ dấn thân và theo đuổi ước mơ của mình? Đúng không? Đặt ra một câu hỏi như vậy cho phần mở đoạn nhá. Nhưng phần mở đoạn đó chưa hết, bởi vì nó chưa nêu được vấn đề nghị luận. Tiếp tục này, chúng mình phải dẫn dắt. Chúng ta sẽ không thể tìm ra được câu trả lời chính xác, bởi, đúng không ạ? Bởi theo đuổi ước mơ không phải là chuyện tuổi tác, mà đó là chuyện nắm bắt cơ hội. Đúng không? Bởi vậy, đấy, người trẻ cần phải suy ngẫm nhiều hơn về việc nắm bắt cơ hội, về sự cần thiết của việc nắm bắt cơ hội trong cuộc sống. Đó, đúng không nào? Nhá, đấy, để thay vì việc chúng mình viết là cuộc sống sẽ đầy rẫy những cơ hội, để nếu chúng ta phát huy tốt, tận dụng tốt, chúng mình sẽ đạt được thành công, và mỗi người cần phải biết nắm bắt cơ hội trong cuộc sống. Thì bây giờ chúng mình sẽ đi từ những cái điều nó thiết thực thôi. 18 tuổi, 20 tuổi, 25 tuổi, đâu là thời điểm thích hợp để bạn trẻ dấn thân và theo đuổi ước mơ của mình?
chúng ta sẽ không thể tìm được câu trả lời chính xác. Bởi chuyện theo đuổi ước mơ không phải là chuyện tuổi tác, mà đó là câu chuyện biết nắm bắt cơ hội. Do đó, người trẻ cần suy ngẫm nhiều hơn về sự cần thiết trong việc nắm bắt cơ hội trong cuộc sống. Đúng chưa? Nhá. Hay là chúng mình có thể là đi từ một nhận định đi, đúng không? À, chị thấy là hôm vừa rồi nhá, tạo ra một cái cơ hội để các bạn nhỏ đặt ra những cái vấn đề nghị luận xã hội hay mà các bạn chưa tìm ra được cách viết tốt cho phần mở đoạn. Thì có một bạn nêu là suy nghĩ về nỗ lực ảo hiện nay, về việc nỗ lực ảo, về cái hiện trạng nỗ lực ảo, đặc biệt là của các bạn trẻ. Các bạn thấy hay không? Một vấn đề rất hay nhá, nhưng mở đoạn hơi khó đấy. Mở đoạn hơi khó. Thế thì chị chọn cách mở đoạn đi từ một nhận định như thế này: cứ đi rồi sẽ đến. Có áp lực, có kim cương. Đấy là hai nhận định chị đưa ra, đúng không ạ? Đó là những cái khẩu hiệu đã trở nên quen thuộc với các bạn trẻ. Nhưng nếu chỉ hiểu và làm theo ý nghĩa bề nổi của những khẩu hiệu đó, thì người trẻ dễ rơi vào nỗ lực ảo. Vậy, nỗ lực ảo là gì? Nó có ảnh hưởng ra sao đối với cuộc sống? Là vấn đề mà chúng ta, là vấn đề cần nhiều hơn sự quan tâm của tất cả chúng ta. Đúng chưa? Đấy, nhá. Đó, hoặc là gì? Hoặc là chúng mình suy nghĩ về việc là sự phải trân trọng cuộc sống mỗi ngày. Chúng ta có thể đặt ra câu hỏi: đã bao giờ bạn tự hỏi nếu chỉ còn một ngày để sống thì bạn sẽ như thế nào? Câu hỏi ấy không phải là để phát huy trí tưởng tượng của bạn đâu, mà nó nhắc nhở chúng ta đã sống trọn vẹn, đã thực sự trân trọng từng khoảnh khắc trong cuộc đời này hay chưa? Rằng ta đã biết trân trọng cuộc sống mỗi ngày hay chưa? Đúng không? Bởi thái độ sống tích cực đó là điều vô cùng cần thiết. Đấy, thì nói như vậy, chia sẻ như vậy để các bạn cũng có thêm cái động lực cho mình trong việc là khai thác các ý tưởng mới lạ khi chúng mình viết mở bài, kết bài, mở đoạn, kết đoạn nhá. Nhớ chưa? Đấy, chứ sẽ không phải, nó sẽ không chỉ dừng lại ở những cái công thức viết đã quá quen, hay là không chỉ dừng lại những cái cách diễn đạt đã quá quen thuộc đâu. Ok chưa? Đó, hay là khi đưa dẫn chứng cũng như thế. Cái phần dẫn chứng này chúng mình nắm càng rõ thì chúng mình sẽ đưa càng tốt, đúng không? Còn về cách diễn đạt hay này thì có rất nhiều cách. Và một trong số đó là việc chúng mình sử dụng hình ảnh khi diễn đạt. Thế nên bây giờ chúng mình bước sang phần thứ hai nhá. Phần thứ hai trong buổi học ngày hôm nay đó là phương pháp sử dụng hình ảnh khi viết nghị luận xã hội. Đồng ý chưa? Nào, thế trước khi bước sang phần 2 nhá, cho chị xác nhận lại một chút, đó là tất cả những cái nội dung chị vừa mới chia sẻ với các bạn về phần phương pháp thì các em đã nắm được chưa? Các bạn có cần hỏi lại điều gì không? Các bạn đã cảm thấy là nghị luận xã hội bây giờ, nếu như nó là một cái vấn đề to lớn như thế này, thì bây giờ chúng mình đã nhìn thấy nó một cách rõ ràng và thấu đáo hơn chưa? Mấy công thức hay mà em chẳng lưu được, bởi vì là chị không trọng tâm vào việc hướng dẫn các bạn các công thức, thế nên là chị sẽ chỉ lấy ví dụ thôi. Ok không? Rồi, đồng ý. Các bạn khác thì sao? Các bạn khác thì sao nào? Ôi, chị chưa kịp tổ chức trò chơi luôn mà đã có những bạn là không theo dõi và out ra mất rồi. Thế thì những bạn còn lại nhớ nhá, bây giờ chị mới chuẩn bị hướng dẫn các bạn chơi trò chơi đây này, để tặng cho các em những chiếc bút này, để tặng cho các bạn những cuốn sổ này, để tặng cho các bạn những cái giấy ghi chú này. Ok không? Hiện tại thì hiểu rồi ạ, nhưng chắc hôm sau lại quên mất. Thế thì mình phải làm như thế nào để hôm sau mình không quên thôi, chứ mình không thể để bản thân mình thả trôi theo cái sự quên lãng ấy được đâu nhá. Đồng ý không? Ok, rồi. Đúng rồi, quả thực là chị cũng tham lắm, chị cũng tham vô cùng là hôm nay thì chị muốn vừa hướng dẫn, chị muốn là ấy, vừa hướng dẫn cho các bạn những cái công thức viết mở và kết làm sao để các em không mất nhiều thời gian cho nó nữa. Nhưng chị cũng lại muốn là có thể hướng dẫn các bạn sử dụng hình ảnh
để áp dụng được cho tất cả các phần nữa cơ. Rồi cũng muốn là nói nhiều hơn về dẫn chứng nữa cơ. Nhưng mà thôi, thời gian thì có hạn mà mong muốn thì vô biên. Thế nên là thôi thì chị sẽ chọn ra một cái nội dung này để kem áp dụng được nhiều nhất các tình huống nhá. Đồng ý chưa? Ok, nào, thì bây giờ về việc sử dụng hình ảnh, có lẽ có những bạn ở đây chúng mình vẫn chưa hiểu là sử dụng hình ảnh là làm cái gì, đúng chưa? Thì đây, chị lấy ví dụ nhé. Chị lấy ví dụ này, một phần mở đoạn dành cho đề bài, đó là một cái đề bài về sự tự do, về ý nghĩa của sự tự do. Đề bài như sau, bằng một đoạn văn khoảng 200 chữ, em hãy nêu suy nghĩ của mình về ý nghĩa của sự tự do đối với mỗi người. Thì chị có một phần mở đoạn như sau. Và đây là một phần mở đoạn mà có sử dụng hình ảnh ở trong đó. Các bạn cùng lắng nghe nhé. Ở đây chị gõ ra này. Chị gõ ra để các bạn có thể nhìn thấy dễ hơn. Ví dụ với một đề bài này. Đề bài là bằng một đoạn văn nhé. Ở đây là dạng đoạn văn. Khoảng 200 chữ. Thì em hãy nêu suy nghĩ của mình về suy nghĩ về ý nghĩa của sự tự do. Ok chưa? Thì chị có những cái câu văn như sau này. Ví dụ này, diễn đạt nhá. Cuộc sống này tựa như một vòm trời cao rộng. Mà ở đó mỗi người đều mong muốn trở thành những chú chim đại bàng. Được tự do sải cánh. Ok chưa? Kiêu hãnh. Và mạnh mẽ làm chủ khoảng trời của riêng mình. Đồng ý không? Câu đầu tiên nhá. Ước mong ấy xuất phát từ chính một khát vọng mang tên tự do. Sự tự do quả thực có quả thực rất quan trọng đối với mỗi người. Đó, ok chưa? Thì ví dụ đây là một phần diễn đạt cho đề bài là ý nghĩa của sự tự do. Thì các bạn nhận thấy cái sự đặc biệt, cái điều mà ấn tượng với các em trong những câu văn diễn đạt này là gì? Nào các bạn ơi, các em có thể nêu ra cái ấn tượng của các em trong những câu văn này là gì? Hay là khi mà chị chia sẻ với các bạn trong à, chị chia sẻ với các bạn những câu văn này thì các em cảm thấy là mình muốn có thể viết được từ cái đặc điểm gì của câu văn này, của những cái đoạn văn này. Các bạn chia sẻ với chị được không nào? Nhá. Những câu văn này thì nó ấn tượng với các em ở đâu? Ở điều gì? Những câu văn này thì đang ấn tượng với các em ở điều gì nhỉ? Nào các bạn ơi. Những câu văn này ấn tượng với các em bởi điều gì? À. Ok. Hình ảnh chú chim đại bàng đúng không? Các bạn khác thì sao? Suy nghĩ về ý nghĩa của sự tự do nhé. Cuộc sống này tựa như một vòm trời cao rộng mà ở đó mỗi người đều mong muốn trở thành chú chim đại bàng, được tự do sải cánh, kiêu hãnh và mạnh mẽ làm chủ khoảng trời của riêng mình. Ước mong ấy xuất phát từ chính một khát vọng mang tên tự do. Sự tự do quả thực rất quan trọng đối với mỗi người. À, đa số là các bạn nêu ra cái hình ảnh đúng không? Cái điều mà ấn tượng với chúng ta ở đây chính là hình ảnh những chú chim đại bàng. Ok. Đó, đúng chưa nào? Nhá. Thế thì rồi.
Ok, đồng ý sử dụng hình ảnh đúng không? Dẫn từ một chú chim mà người ta hay nói đại bàng kiểu như là vua của loài chim vì nó tự do và vốn là được bay một cách tự do. Ừ, hình ảnh chú chim đại bàng để diễn đạt cho sự tự do. Em thấy sự tự do là khát vọng của tất cả mỗi sinh vật sống ở trên trái đất này. Rồi, ok. Đấy, các bạn thấy không? Từ việc chúng mình sử dụng hình ảnh ý, thì đôi khi nhá, chị cũng không nghĩ đến việc là người đọc có thể liên tưởng đến và hình dung đến một cái sự bao quát của tự do đâu. Cái bản thân chị lúc viết thì chị chỉ nghĩ rằng là dùng hình ảnh chú chim đại bàng để dẫn dắt đến sự tự do thôi. Thế mà ở đây có những người đọc, các bạn chia sẻ là đây, sự tự do từ cái cách viết này của chị thì nó còn gợi ra là quả thực sự tự do ấy là khát vọng của mỗi sinh vật ở trên trái đất này luôn, chứ không phải của con người, không phải của chỉ riêng con người hay là chỉ riêng một cá nhân nào đó. Các bạn thấy không? Ôi, đấy, thế nên là dựa vào đó các bạn cũng nhận ra là việc chúng mình sử dụng hình ảnh trong cách diễn đạt của bản thân sẽ mở ra rất nhiều cách liên tưởng và rất nhiều cái suy nghĩ từ phía bạn đọc. Mà đôi khi ta còn không thể hình dung được là bạn đọc có thể nghĩ đến những cái điều gì nữa cơ. Đúng không? Và đó là điều tuyệt vời chứ. Đó chính là tính hàm xúc ở trong đoạn văn của Kem. Là khi mà các bạn viết về một hình ảnh thôi, nhưng mà mỗi người đọc có những cái suy nghĩ riêng. Đúng không? Đấy. Thế nên là việc sử dụng hình ảnh ở trong đoạn văn của mình, nó là cả một kỹ năng và nó sẽ giúp cho các bạn tạo được điểm nhấn đấy. Đúng không? Đấy. Bạn nào có phải là chúng mình đều muốn có thể viết được những cái đoạn văn mà có những cái câu văn diễn đạt kiểu như thế này, đúng không? Chúng mình đọc, chúng mình cảm thấy nó ấn tượng, thì tất nhiên là ai cũng muốn đoạn văn của mình cũng ấn tượng như thế, nhá. Rồi, thế thì bây giờ, từ một ví dụ như thế, chị sẽ hướng dẫn các bạn cách viết cho một đoạn văn mà có sử dụng những hình ảnh này nhá. Trước tiên này, các bạn cần phải hiểu rõ việc sử dụng hình ảnh ở trong đoạn văn nghị luận xã hội là để diễn đạt cho ý tưởng của chúng ta. Nên chúng mình phải có ý tưởng trước, rồi chúng mình nghĩ đến những cái hình ảnh có liên quan, thì nó sẽ tốt hơn thay vì việc chúng mình chỉ chăm chăm vào hình ảnh và cố ý ép buộc nó diễn đạt cho ý tưởng của mình nhá. Đây, nào, một số những cái lưu ý này. Lưu ý ạ. Thứ nhất nhá, thứ nhất là đi từ ý tưởng rồi mới đến hình ảnh. Nhớ chưa? Nhá. Thứ hai là phải nắm được và phải thiết lập được cái mối quan hệ giữa hình ảnh với nội dung mình muốn biểu đạt. Hình ảnh này có thể là con vật, có thể là cây cối, có thể là những sự vật ở trong đời sống. Nhá. Ok chưa? Hình ảnh này có thể là con vật này, có thể là cây cối này, có thể là những sự vật ở trong cuộc sống. Ok chưa? Rồi, đến cái lưu ý thứ hai là chúng mình phải xác định được cái mối quan hệ giữa hình ảnh này và nội dung mình muốn biểu đạt. Và đa số thì đó sẽ là mối quan hệ tương đồng. Nghĩa là, nếu như con người có cái khát vọng tự do, đúng không? Thì loài chim đại bàng nó cũng có cái khát vọng tự do mãnh liệt như thế. Nếu như sự tự do là điều mà bất cứ ai cũng hướng đến, thì đối với loài chim đại bàng, đó như là một cái sứ mệnh trong cuộc đời của nó vậy. Đúng không? Đấy, hay là gì? Hay là nhá, ví dụ nội dung biểu đạt của chúng ta, bây giờ chúng ta đang muốn chỉ ra là mỗi thử thách ở trong cuộc sống đều giúp cho chúng ta có được những bài học và nó sẽ trở thành động lực để ta bứt phá hơn, cố gắng hơn. Đúng không? Bứt phá, vươn lên. Đấy, ví dụ nội dung chúng ta muốn biểu đạt như thế ở trong cái đề bài là bàn luận về vai trò của khó khăn trong cuộc sống đi. Đúng chưa? Thế bây giờ chúng mình sẽ liên tưởng đến một cái hình ảnh. Ví dụ chúng mình liên tưởng đến hình ảnh về dây cung và mũi tên. Đúng chưa? Nhá. Thì
Việc mà thử thách ở trong cuộc sống nghĩa là nó làm cho chúng ta cảm thấy khó khăn thì cũng giống như việc là gì? Là dây cung kéo mũi tên về phía sau. Đúng không? Đó là một cái điều khó khăn. Đó, cái mũi tên thì đáng ra nó phải được vươn về phía trước, nó phải được lao về phía trước chứ. Nhưng mà dây cung này lại dùng để kéo cái mũi tên đấy về phía sau. Mũi tên mà kéo về phía sau thì nó có thực hiện được cái nhiệm vụ của nó không? Nó có thực hiện được cái chức năng của nó không? Thế nên là dây cung kéo mũi tên về phía sau nó cũng giống như là những cái thử thách nó diễn ra trong cuộc sống của chúng ta. Đúng không? Nhưng nếu như thử thách khó khăn ấy sẽ trở thành động lực để ta bứt phá và vươn lên thì việc dây cung kéo càng mạnh về phía sau, đúng không ạ? Kéo càng mạnh khiến cho mũi tên lùi càng sâu về phía sau thì nó lại càng giúp cho mũi tên có thể bứt phá và lao nhanh được về phía trước. Đúng không? Nhá. Dây cung càng kéo mạnh và sâu về phía sau thì mũi tên sau đó sẽ càng được bắn nhanh và mạnh về phía trước. Đúng không? Đấy. Thế nên rằng là chúng ta có thể sử dụng hình ảnh dây cung và mũi tên để diễn đạt cho cái nội dung là thử thách ở trong cuộc sống luôn có thể tạo ra động lực để chúng ta bứt phá và vươn lên. Điều quan trọng là chúng mình phải biết tạo động lực từ những cái khó khăn ấy. Cũng giống như dây cung càng kéo mạnh và sâu về phía sau thì càng giúp cho mũi tên sau đó có thể lao nhanh và mạnh về phía trước. Nhá. Nên hãy biết cách biến những khó khăn trong cuộc sống trở thành dây cung, nó đang kéo cái mũi tên mục tiêu của bạn về phía sau. Nhưng ngay sau đó thôi, chúng ta có được động lực để bứt phá nhanh về phía trước, lao theo đúng cái hướng đi của mình. Đúng không? Đấy nhá. Đó, thế nên là cái lưu ý thứ hai của chị ở đây, đấy là các em hãy phải hình dung được, không những chúng mình nghĩ đến một hình ảnh bất kỳ nhá, mà chúng mình phải thấy được cái sự tương đồng giữa hình ảnh ấy và nội dung ta muốn biểu đạt. Nếu không thì sẽ biến việc sử dụng hình ảnh này trở thành con dao hai lưỡi. Nếu như chúng mình thiết lập được cái mối quan hệ này thì việc sử dụng hình ảnh sẽ phát huy tối đa tác dụng của nó. Nhưng nếu mà chúng ta không thiết lập được mối quan hệ này mà mối quan hệ này nó bị lung lay, kiểu như là chẳng thấy được sự tương đồng gì giữa nội dung biểu đạt và hình ảnh đấy cả, thì cái hình ảnh này cho vào trong đoạn văn của mình lại thành vô duyên, đúng không ạ? Nó lại thành thừa thãi và nó thành khiên cưỡng. Nó vốn dĩ đặc điểm của nó không như thế, nhưng mà các em cứ ép nó phải như thế thì thôi rồi, nó lại khiến mình bị trừ điểm thôi, đúng chưa nha? Nên đấy là những cái lưu ý của chị để các bạn có thể thiết lập được cái sự liên tưởng trong các hình ảnh trong cuộc sống nha. Vậy thì bây giờ để các bạn thực hành và chị có cơ hội được góp ý cho các em, đặc biệt là có thể được trao quà cho các bạn, thì chị có một thử thách như sau. Đây các bạn ơi, các bạn quan sát lên đây nhá, các bạn quan sát lên đây. Các bạn đã thấy hiện trên màn hình như này chưa? Chị sẽ gửi link của cái palette này cho các bạn. Thì việc của các em này bây giờ, ngoài tương đồng thì còn có gì nữa không ạ? Các em có thể nghĩ đến mối quan hệ đối lập. Đồng ý chưa? Nhá, các bạn có thể nghĩ đến mối quan hệ đối lập. Ví dụ này, ví dụ như là các bạn nghĩ đến các bạn cần phải bàn luận về việc là sự kiên trì ở trong cuộc sống đi, đúng không? Thì chúng mình có thể đưa ra cái hình ảnh về chú thỏ ở trong câu chuyện Rùa và Thỏ. Đó. Thỏ thì không hề kiên trì, thỏ rất là nóng lòng và thỏ rất là chủ quan, đúng không ạ? Hấp tấp, vội vàng. Thế nên dẫn đến cái hậu quả là bị thua cuộc trong một cái cuộc đua mà vốn dĩ là phần thắng đã thuộc 90% thuộc về mình rồi. Đó, thế thì từ đó ta thấy được rằng là nếu như không có kiên trì thì sẽ giống như là chú thỏ kia. Đấy, ok chưa? Ví dụ như thế, ví dụ như thế nhá. Rồi, thế thì bây giờ này, để mà các bạn được thực hành và chị cũng có thể góp ý được cho các em, đó, và cũng là cơ hội để các em học tập từ nhau nữa, thì chị đưa ra một cái trò chơi như thế này, thử tài liên tưởng nhá. Ở đây chị có 4 chủ đề. Đó, chủ đề về ý chí, nghị lực, quyết tâm, chủ đề về ước mơ, hoài bão, lý tưởng, mục tiêu, chủ đề về tình yêu thương, sự sẻ chia, chủ đề về hy vọng, lạc quan, tin yêu cuộc sống. Thì những chủ đề này nó rất là rộng,
và các em có thể tùy ý suy nghĩ xem là có cái hình ảnh nào phù hợp để ta viết về những chủ đề này hay không. Và việc của các em sẽ chỉ cần đưa ra cái hình ảnh đó thôi nhá. Đồng ý chưa? Ví dụ này, bây giờ các bạn sẽ click vào trong dấu cộng này, các bạn chọn một chủ đề trong vòng 5 phút, nhớ chưa? Trong vòng 5 phút thì chị sẽ gửi link này cho các bạn sẽ chọn một cái chủ đề. Sau đó các bạn sẽ liệt kê ra tất cả các hình ảnh ở trong cuộc sống mà các em cảm thấy nó phù hợp để mà chúng mình viết, khi viết về các chủ đề này. Chọn một chủ đề nhá. Bước 1 này, chọn một chủ đề. Nhớ chưa? Thứ hai là liệt kê ra tất cả các hình ảnh mà các bạn cảm thấy phù hợp khi viết về chủ đề ấy. Và bạn nào thắng cuộc, đây 4 chủ đề thì chị sẽ tìm ra 4 bạn. Tìm ra 4 bạn mà liệt kê được nhiều hình ảnh hay nhất nha. Các em có thể liệt kê nhiều hình ảnh nhưng mà chị sẽ phải xem xét xem là những hình ảnh đấy nó có phù hợp không. Không là nhỡ các bạn lại đưa ra những hình ảnh không phù hợp thì cũng không được tính. Thì với mỗi chủ đề sẽ tìm ra một bạn mà có được những cái hình ảnh nhiều nhất này và phù hợp nhất, thì chị sẽ trao quà cho bạn ấy, bao gồm là quà tặng gửi về tận nơi cho các em luôn nha. Ok chưa? Không mất phí ship. Đấy. Rồi, nên là bây giờ các bạn suy nghĩ nhá, để chị gửi cái đường link này cho các em. Đây, chị sẽ gửi ở trong hộp chat nha. Đoạn hay bài đều được nhá. Tức nghĩa là các em chỉ cần liệt kê ra hình ảnh thôi, các bạn không cần phải viết quá chi tiết đâu, mà cần phải liệt kê ra, cố gắng liệt kê nhiều hình ảnh nhá. Liệt kê càng nhiều càng tốt, và phải là những hình ảnh khác nhau và phải phù hợp nha. Ừ, ok chưa? Đây, chị gửi cái đường link này cho các bạn. Và bây giờ các bạn click vào trong cái đường link ấy thì các em sẽ thấy những cái cột tương ứng với các chủ đề. Bây giờ các bạn sẽ thêm, đây bấm vào trong những cái dấu cộng này này. Ừ, liệt kê những hình ảnh ra. Ví dụ nhá. Thôi ví dụ thì các bạn lại biết mất. Đây ví dụ cho một chủ đề khác không có mặt ở đây, ví dụ như sự tự do, thì các em có thể liệt kê là chú chim đại bàng. Ok chưa? Hình ảnh chú chim đại bàng. Đấy, các bạn chỉ cần đi là chú chim đại bàng phải xong rồi hình ảnh tiếp theo, thế là được nhá. Nhưng mà những cái hình ảnh nào mà nó phức tạp quá thì các bạn phải giải thích một chút ra, chứ không là hình ảnh đấy nó lại không phù hợp đấy nhá. Ok chưa? Ừ. Và tất cả các hình ảnh đấy thì các em phải liệt kê xong rồi chúng mình mới bấm gửi nhá, chứ không phải là mỗi bạn lại gửi bằng nhiều tin nhắn, mỗi tin nhắn là một hình ảnh đâu, mà một tin nhắn các em nêu hết các hình ảnh của các em ra, nhớ chưa ạ? Một tin nhắn nêu hết các hình ảnh ra thì chị mới tính được. Ừ. Nhớ nha, nhớ nha. Các bạn chọn chủ đề, chọn một chủ đề thôi. Và bây giờ chị sẽ bắt đầu tính giờ nhá. Ok chưa? Bây giờ là 10 giờ 12 phút thì chị sẽ tính đến 10 giờ 20 phút đi cho tròn nhá. 10 giờ 20 phút. 10 giờ 20 chị sẽ kết thúc, sẽ không tính giờ nữa. Thế nên rằng là các em hãy nhanh chóng nha. Chị gửi ở bên trên đấy, các bạn vào hộp chat đi. Các bạn vào hộp chat đi, kéo lên trên. Chị không muốn gửi vào trong nhóm Zalo bởi vì trong đó có rất nhiều bạn không tham gia buổi học này. Thế nên là chị sẽ chỉ gửi ở đây thôi. Đây chị gửi lại đường link nhá. Các bạn vào lại xem đã được chưa. Chọn một trong 4 chủ đề để viết thôi nhá, thì sẽ tận dụng được thời gian. Chứ nếu các bạn mà dàn trải ra nhiều chủ đề thì sẽ không liệt kê được nhiều, không suy nghĩ được nhiều, đúng không? Nhưng nếu như mà vẫn còn thời gian thì các em có thể thử ở tất cả các chủ đề để tăng cơ hội nhận quà của mình nhá. Ok chưa? Ở đây lưu ý này, hình ảnh chứ không phải là dẫn chứng nhá. Chị đã thấy có những bạn là đưa ra dẫn chứng ở đây. Không phải dẫn chứng nha, không phải là dẫn chứng, mà là những hình ảnh, có thể là con vật, có thể là cây cối, có thể là đồ vật ở trong cuộc sống. Được chưa nào? Đây, đã có rất là nhiều bạn tham gia rồi đây. Các bạn ơi, phải ghi tên của mình nhá. Các em phải ghi tên của mình vào. Bạn nào chưa ghi tên thì... Đó, biết ngay mà. Các bạn ơi, ở đây chị thấy có những bạn đưa ra dẫn chứng thế này. Không phải dẫn chứng nha, phải là những hình ảnh, có thể là con vật, có thể là đồ vật, có thể là cây cối nhá. Và các em phải ghi tên của mình ra. Ghi tên của mình nhá.
ghi tên của mình nha, không là chị không 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 xét được là bạn nào làm bài đó để mà tặng quà đâu đấy. 10:20 sẽ hết giờ nhá, nên là các em nhanh chóng click vào đường link mà chị gửi ở trong hộp chat đi, thử tài xem sao. Ok chưa? Nghĩ hết nhá, tập trung vào một chủ đề và nghĩ ra bằng hết tất cả các hình ảnh mà có thể liên hệ được, có thể là đưa vào được để mình tăng cơ hội chiến thắng nha. Mỗi chủ đề chị sẽ chọn ra một bạn liệt kê được nhiều hình ảnh phù hợp nhất. Đồng ý không nào? Đây này, các bạn đưa ra Bill Gates hay là thầy Nguyễn Ngọc Ký thì đấy là dẫn chứng, nhưng chị đang không nói về việc dẫn chứng nhá, chị đang nói về những hình ảnh trong việc diễn đạt của chúng ta. Thế nên là chị mới nhấn mạnh là chúng mình đưa ra các hình ảnh về cây cối, về đồ vật, về con vật. Đồng ý chưa? Nhá. Nhanh chóng nào. Và một cái bí kíp như thế này, chủ đề nào mà đang có nhiều bạn tham gia thì kem có thể là chuyển sang những chủ đề mà chưa có bạn nào tham gia, thì để mình tăng cơ hội chiến thắng, đúng không? Giảm bớt cái sự cạnh tranh đi. Nhá. Ok không nào? Nhớ ghi tên nhá, các em nhớ ghi tên của mình nhá. Nhớ ghi tên của mình vào để chị còn xét xét để tặng quà nữa. Đây này, đang có hai chủ đề mà là đang bị trống người nhận quà đây này. Các em chọn một trong hai chủ đề này đi, chủ đề thứ hai, chủ đề thứ ba này này nhá. Ok không? Đấy, tiếp tục là một bạn đưa ra dẫn chứng, tất cả những cái bình luận liên quan đến dẫn chứng như này là chị không 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 xét nha, bởi vì là chị đang xét về hình ảnh. Nhớ nhá. Đây, Ngọc Ánh ơi, em có thể nhìn thấy ở mỗi cái cột chủ đề này có những dấu cộng này này. Em bấm vào dấu cộng này thì em sẽ được thêm cái quan điểm, thêm cái phần trả lời của mình nhá. Đó. Ok không? Các em bấm vào cái dấu cộng này này thì các em sẽ thêm được phần trả lời của mình nha. Ghi tên thì em ghi luôn vào phần trả lời đấy, ví dụ như bạn Bảo Trâm này nhá. Ok không nào? Nào các bạn ơi, nhanh chóng, còn khoảng 4 phút nữa thôi. 4 phút nữa thôi và chúng ta sẽ được chọn ra bốn bạn nhỏ được nhận những phần quà gửi về tận tay luôn. Em chưa thấy gì nhỏ Thu Hiền ơi, em chưa thấy gì. Đây, em có thấy đường link mà chị gửi vào bên trên không? Em bấm vào đó nhá và em sẽ thấy có những cái phần dấu cộng, hoặc là em có thấy một cái nút màu đỏ ấy, là thêm hay là trả lời đấy, thì nó sẽ em bấm vào đấy thì em sẽ ghi được câu trả lời của mình nha. Các bạn ơi, nghĩ nhiều nhiều hình ảnh vào, nhiều hình nghĩ thêm nhiều hình ảnh ra thì chúng mình mới có cơ hội nhận quà đấy. Ok không? Đấy, ví dụ như là rồi. Ok, đấy chị đã thấy của bạn, câu trả lời của bạn Phùng Văn Trường này. Các em cứ nêu ra đi, cứ nêu ra đi, xong rồi lát nữa chị sẽ chốt nhá, chị sẽ chốt. Hết giờ thì chị sẽ chốt. Các bạn càng đưa ra những hình ảnh độc đáo này, nhiều hình ảnh này, phù hợp này, thì sẽ có cơ hội nhận quà cao hơn. Tất cả các hình ảnh em nghĩ ra được thì viết nó trong một câu trả lời thôi nhá. Đừng dàn trải ra thành nhiều tin nhắn, nhiều câu trả lời thì chị sẽ không xét được đâu. Rồi chị sẽ chuyển sang đây để các bạn không nhìn thấy, hạn chế việc là nhìn thấy bài nhá. Nhanh chóng nhá. 2 phút nữa, 2 phút nữa thôi các em ạ. 2 phút nữa thôi. Xong chưa? Xong chưa? Các bạn đã xong chưa? Nhớ nhá, tiêu chí xét duyệt phần thưởng này, xét duyệt các bạn chiến thắng này, chúng ta có 4 chủ đề, mỗi chủ đề chị sẽ chọn ra một bạn, bạn đó là bạn chiến thắng. Đồng ý chưa? Thì sẽ có 4 bạn được nhận quà, tương ứng với 4 bạn liệt kê được nhiều hình ảnh phù hợp nhất ở trong cái chủ đề đó. Nhiều hình ảnh và thứ hai là nó phải phù hợp. Nhớ chưa? Đây chị lại gửi lại link đây.
bạn đã lót được chưa? Nhanh chóng, vẫn còn thời gian. Một phút cuối cùng. Ok chưa nào? Một phút cuối cùng nhá. Chị kéo lên trên. Em xem lại phần nội dung á. Ở đây á, ở phần chị gõ này á. Đây, chị có đưa ra ví dụ thôi. Chị có đưa ra ví dụ như thế này. Còn một chút thời gian cuối cùng thôi, vài giây cuối cùng. Các bạn nhanh chóng nha. À đây, để chị ra, chị kiểm tra xem là cái phần ghi lại màn hình nó có ổn không. Các bạn cứ tiếp tục nhá. Một lát nữa, chị sẽ ra đếm ngược cùng với các bạn. Nhanh chóng nha, bạn nào chưa nộp thì nộp đi nhá. Rồi các bạn ơi, hết giờ rồi, bây giờ chị sẽ đếm ngược nha. Đếm ngược này, 10 giây cuối cùng. Tất cả các bạn nào đang viết thì hãy bấm gửi đi ạ. Thì hãy bấm gửi nào. Nào, bấm nộp bài đi nha. Chị đếm ngược này. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Rồi các bạn ơi, hết giờ nha. Chị chốt lại này, chị chốt lại ở tất cả các chủ đề này. Chốt lại nhá, chốt lại. Đây, chị chốt lại ở cái phần gửi cuối cùng này. Đây, những phần chị thả tim sẽ là những phần cuối cùng chị chốt lại. Và những bạn nộp sau đó thì không được tính nha. Ok chưa? Rồi. Đồng ý. Nào, bây giờ mình sẽ cùng nhìn qua nha. Mình sẽ cùng xét ở từng chủ đề một nhá. Rồi, trước tiên, chủ đề đầu tiên về ý chí, nghị lực và sự quyết tâm. Đây, có những bạn chúng mình hiểu lầm mất rồi. Chúng mình hiểu lầm mất rồi. Hiểu lầm rằng là đưa ra những cái phần bàn luận. Nhưng mà không, chị đang muốn hỏi về hình ảnh mà nhá. Nên là những cái bình luận như thế này, những cái phần trả lời như thế này thì chị không tính nha. Đó, ok chưa? Đây, xem có bạn nào. À đây, có một bạn nhỏ, bạn Hoàng Ngọc đưa ra hai hình ảnh là cung tên và hạt mầm. Cung tên thì đúng rồi, nó cũng tương tự như phần vừa rồi chị nêu đấy. Đó là gì? Cung tên càng kéo mạnh và sâu về phía sau thì càng giúp cho mũi tên có thể lao nhanh và mạnh về phía trước. Nó cũng giống như mỗi người cần phải có cái ý chí, nghị lực và sự quyết tâm, có sự chuẩn bị tốt, vươn lên từ những cái khó khăn để mà có thể bứt phá về phía trước, đúng không? Hạt mầm thì hạt mầm ở đây chúng ta thấy này, hạt mầm bị vùi sâu ở trong đất, đúng không ạ? Nó phải chịu cái áp lực bị vùi sâu như thế. Thế nhưng nó vẫn có một cái ý chí và nghị lực tuyệt vời để mà có thể vươn mình mạnh mẽ, để có thể bật nảy ra những cái mầm cây từ lớp đất rất sâu kia. Đấy chính là một hình ảnh tượng trưng cho ý chí, nghị lực, đúng không? Ok. Câu trả lời này tốt nhá, chị sẽ để chị xem là có thể. Đây, những câu trả lời tốt chị bôi đỏ nha. Những câu trả lời tốt chị bôi đỏ. Đấy thì các bạn có thể tham khảo với nhau. Tiếp tục này, ý chí nghị lực thì bạn Văn Trường có đưa ra là những sự vật hiện tượng đứng trước giông bão. Câu trả lời này còn quá chung chung. Còn quá chung chung nhá. Ok không nào? Rồi, chú kiến tuy nhỏ nhưng có thể nâng cả một cây gỗ to gấp đôi người nó vì có một ý chí và sự quyết tâm. Sự quyết tâm tựa như sức mạnh của những chú kiến nhỏ. Đúng không ạ? Ý chí, nghị lực của chúng ta tựa như sức mạnh của những chú kiến nhỏ. Có thể giúp cho chúng ta thực hiện được những điều mà tưởng chừng như vượt ra ngoài khả năng của mình. Rất tốt, ok, ghi nhận nha. Nhưng mà ở đây thì mới có một hình ảnh thôi, hình ảnh chú kiến thôi. Hay là bạn Hoàng Ngọc thì có một hình ảnh, có hai hình ảnh là cung tên hạt mầm. Rồi, bạn Mai Tú Uyên, những bông hoa vươn lên giữa sa mạc. Rất tốt, câu này cũng rất tốt. Chị xin phép bôi màu đỏ nhé, Tú Uyên nhá. Ok chưa, nhưng mà bạn Tú Uyên cũng mới đưa ra một hình ảnh thôi. Hoa dại, hoa hướng dương, cá hồi nước ngọt. Loài hoa dại hay là hoa hướng dương vươn mình, quyết tâm hướng về phía mặt trời, hướng về những cái điều có ánh sáng như thế thì chắc các bạn hiểu rồi đúng không? Còn loài cá hồi nước ngọt này thì chị giải thích một chút. Có lẽ là bạn Hoàng Linh đang muốn nói đến một cái đặc tính của loài cá hồi là khi mà nó sinh ra thì nó sinh ra ở vùng nước ngọt. Nhưng mà khi mà nó trưởng thành thì nó sẽ bơi về biển.
và đến mùa sinh sản thì nó lại ngược trở lại cái vùng nước ngọt ấy để sinh sản. Thì cái hành trình nó ngược từ biển trở về với nơi nó đã sinh ra ấy là một hành trình mà người ta gọi là một cái hành trình biểu tượng rõ nhất cho ý chí và nghị lực. Nó phải bơi ngược dòng, nó chịu áp lực của dòng nước ngược dòng như thế đã rất khó khăn rồi, và nó còn phải vượt